Như thường lệ thì đầu livestream sẽ là mua hàng với giá là 20.000 đồng một sản phẩm các chị em nhé. Áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ, để chế độ công khai trang cá nhân nhá. Hello ha, 6 người đang xem ạ. Rồi ạ. Đầu tiên em sẽ bán hàng với giá là 20.000 đồng một sản phẩm ạ. Tất cả các sản phẩm của nhà em thì các chị được đọc tên sẽ được mua với giá là 20.000 đồng mọi người nhé. Đấy là các chị em nào mới chưa biết luật chơi thì nhanh tay vào chia sẻ livestream, sau đấy nghe ra nghe em báo luật chơi cho mọi người luôn này. Đấy ạ. Luật chơi thì rất là đơn giản ạ, áp dụng với khách chia sẻ livestream rồi nhá, để chế độ công khai trang cá nhân ạ. Đấy ạ. Hôm nay lại về em áo bèo hot hit mà các chị em chờ đón đấy ạ. Rồi ạ. Chị Khổng Hằng ơi, ok chị nhá, chờ em một tí ạ, chờ em để em đọc tên nhé, em mới kiểm tra lượt chia sẻ đi em. Hello mọi người nhá, rồi ạ, còn bộ mặc nhá Adidas Đặng Hiên ơi, Adidas còn em ơi, Adidas còn ạ, ăn Tết gia sinh ạ, cảm ơn Duyên Nấm nhá, rồi gửi chị gửi áo cho em rồi ạ, chị Thương Trần ơi thì chị inbox lại giúp em nhé, để em kiểm tra đơn là đi chưa chị nhá, rồi ạ. Rồi ok các chị em nhá. Rồi ạ, đầu tiên sẽ mua hàng với giá là 20.000 đồng ạ. Tất cả các chị em đọc tên thì các chị sẽ được mua hàng ở trong cửa hàng em với giá là 20.000 đồng, bất cứ sản phẩm nào cũng được ạ. Rồi ok các chị em nhá. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu lại cái mã thun của em. Đấy ạ. Mã thun thì hôm nay đang rất là hot hit ở bên nhà em. Mã thun này thì mặc được rất là nhiều kiểu. Hôm nay em đã kết hợp với quần cùng với quần jean cho các chị. Mã này thì kết hợp gọi là tất cả các, nói chung là đa phương tiện, quần jean, quần bò hay là quần chân váy đều ok nhá. Rất là đẹp. Rồi ok các chị nhá. À rồi ạ. Hôm nay live với mọi người. Vâng, hôm nay em live hơi muộn nhá. Dành 30 phút đầu tiên để tặng quà nhá. Đến đúng 9 rưỡi thì em bắt đầu bán hàng rồi nhá. Đến đúng 9 rưỡi thì bắt đầu em bán hàng. Bây giờ em tặng quà trước rồi. À mà từ năm ngoái mà năm nay vẫn chưa được ạ. À chị Hoàng Yến ơi, ok chị nhá. Chờ em một tí ạ. Chờ em một tí ạ. Bảo kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ cho em. Nhanh tay chia sẻ livestream cho em nào. Ai chia sẻ cho nhiều hội nhóm nhất vui lòng chụp màn hình người em ạ. Chia sẻ hội nhóm thì đã được mua hàng với giá là 0 đồng và miễn phí ship đến tận nơi. Mua hàng với giá là 20 đồng thì mọi người mất phí ship nhá. Đấy ạ, à, chị em nào chơi mini game thì mất phí ship, còn chị em nào chia sẻ hội nhóm thì không mất phí ship nhá. Nên các chị em nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi ạ. Rồi ok các chị nhá. Rất tâm xem live và mua hàng mà chưa bao giờ được. Ok thì Nguyễn Oanh nhá, chị chờ em một tí ạ. Em sắp đọc tên các chị rồi đấy ạ, để em kiểm tra xem là em mới bao nhiêu rồi. Mới có 7-6 lượt chia sẻ thôi mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ cho em nào. Nhanh tay chia sẻ cho em nào nhá. Chị Linh BG ạ. Chị Linh BG là mini game đúng không? Mini game gửi rồi chị nhá. Bên em phát thường nên sẽ hơi chậm một tí đấy ạ nhá. Tầm 2 đến 3 ngày chị nhận được quà. Rồi ok nhá. Ngô Thị Thùy Trang ạ, chưa được nhận lần nào em. Rồi ạ. À, hình như chị đánh dấu sai bảo em không đánh đâu chị à, Khanh Hà, cái này là do bên Facebook ấy ạ, bên thuật toán bên Facebook, còn em thì em mải đứng like này, em làm sao mà bấm sai phạm ai được ạ, spam, em không bấm spam ai cả nhá, tại vì cái này là một các chị đây ạ, em sẽ nói lại một tí ạ, để cái spam nhá, là lý do tại sao mọi người bị báo spam là mọi người lên nhiều cùng một nội dung mà lên quá nhiều lần, tức nghĩa là comment cùng một nội dung mà quá nhiều lần comment thì Facebook sẽ đến chú ý đến nick của các chị, nên các chị sẽ bị báo spam. À, để tránh cái trường hợp mà bị báo spam thì mọi người vui lòng lên số điện thoại kèm theo một chữ, ví dụ lần này lên số điện thoại kèm theo chữ A thì lần sau lên số điện thoại kèm theo chữ B. Đấy, thêm mấy cái chữ đằng sau nữa cho nó khác nội dung với nhau đi. Cùng là số điện thoại nhưng mà thêm các cái chữ đằng sau ấy thì nó sẽ khác nội dung. Đấy, nó sẽ khác nội dung với nhau nên là sẽ không bị báo spam. Rồi ok các chị em nhá, nhanh tay chia sẻ livestream ạ, để chế độ công khai trang cá nhân á. Đầu tiên là mua hàng với giá là 20.000 đồng một sản phẩm. Tất cả các sản phẩm ở trong cửa hàng nhà em đều được bán với giá là 20.000 đồng cho 30 phút đầu tiên livestream, ngày nào cũng thế ạ. Ngày nào cũng thế nhá, 30 phút đầu tiên livestream thì sẽ được dành để tặng hàng. Mọi người nhá, sau đấy em sẽ bán hàng. 30 phút đến đúng 9 rưỡi thì em sẽ bán hàng lại. Mọi người nhá, à, hàng hôm nay em bán với giá là 20.000 đồng tất cả các sản phẩm của nhà em. Áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ, để chế độ công khai trang cá nhân nhá. Chị em nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ cho em. Chị em nào chưa chia sẻ hội nhóm thì nhanh tay chia sẻ hội nhóm cho em nhá. Chia sẻ hội nhóm thì nhanh tay chụp màn hình lại giúp em. Phần chia sẻ đã thành công thì bên em sẽ tặng quà mọi người với giá là 0 đồng, free ship đến tận giường nhá. Phần quà mini game thì sẽ được mua hàng với giá là 20.000 đồng tất cả các sản phẩm của nhà em.
nhá, các chị chú ý giúp em nhá. Rồi ok các chị nào, nhanh tay đi ạ, nhanh đi ạ. Áo em đang bán với giá là 100.000 và hiện tại em với mức giá đang bán hiện tại bây giờ là 20.000. Sau 9:30 thì em sẽ quay lại giá cũ là 100.000 một áo nhá. Rồi ok các chị này. À bao nhiêu rồi? Mới có 194 thôi mọi người. 250 để em đọc tên à. 250 lượt chia sẻ để em đọc tên đi ạ. Bao nhiêu phút rồi em? Kiểm tra trên bao phút rồi. Mới có 5 phút à. Nhanh tay đi mọi người, 5 phút mà mới có 190 mấy thôi, 190 mấy, cố lên 250 cho em đi nào. Áo mặc. Đúng rồi ạ. À. Áo này thì quá là đẹp luôn. Còn bộ ngủ chị Ella Nguyễn nhá. Bộ áo này thì mặc quá đẹp luôn, mặc được rất là nhiều kiểu này. Đấy, thích thì trễ vai. Đấy, không thích thì lệch vai. Đấy, nhá. Đấy, bình thường mọi người đi làm công sở thì có thể mặc lên. Đấy, áo này thì em đã giới thiệu quá nhiều lần cho mọi người rồi. Áo này gần như là hot của bên nhà em. À, từ một tuần em đã bán được 1.200 chiếc áo này, đủ màu, 1.200 chiếc áo. Và hôm nay thì em sẽ về 3 lần nữa, 3 đợt nữa mọi người nhá. Hôm nay em về được 30 con áo này. Hôm nay về được 30 con màu này. Và có rất nhiều màu khác thì em sẽ giới thiệu cho mọi người. À, sao đơn hàng một cái mà một tuần tôi chưa nhận được à? Chị Phan Lệ Hoàng Hải ơi, chị lên số điện thoại nhân viên bên kiểm tra đơn nhá. Áo này với giá hiện tại đang bán là 20k mọi người nhá. Sau 30 phút nữa em sẽ bán với giá là 100k. Đấy, áp dụng với khách chia sẻ livestream để chế độ công khai trang cá nhân giúp em nhá. Rồi bao nhiêu rồi em? Rồi ok, em sẽ đọc tên nhá. Nào, chị em nào chưa được nhận quà bên em bao giờ thì nhanh tay lên số điện thoại nhá. Chị em nào mà đã được nhận rồi thì nhường một tí may mắn cho các chị mà chưa được bao giờ nhá. Tại vì có rất nhiều chị mà đặt hàng, à mua hàng, theo dõi, chia sẻ đến tận một năm trời. Có những chị mà từ mùa đông sang mùa hè rồi vẫn chưa được quà. Thì các chị nhanh tay lên số điện thoại kèm theo chưa được nhận quà bao giờ giúp em, để em sẽ đọc tên ạ nhá. Chị em nào mà chưa được nhận quà bao giờ thì nhanh tay lên số điện thoại giúp em. Chị em nào chưa được bao giờ ạ? Bán hàng đi em ạ. Chị ơi, em sẽ tặng quà thêm 15 phút nữa rồi em mới bán gì nhá. Rồi, chưa được bao giờ nào, nhanh tay đi nào. Chưa được bao giờ nào. Em xem nào, có rất nhiều chị mà theo dõi em từ lâu lắm rồi mà lại chưa được bao giờ. Thì em sẽ cố gắng làm sao để chúng ta dung hòa một tí. Những chị nào được rồi thì gì nhỉ? Rồi ok ạ. À. Đọc tên nào, ai chưa được bao giờ nào. Đâu, không ai lên chưa được bao giờ à? Chả thấy ai lên chưa mặc được bao giờ. Ok, chị Mắt Híp. Rồi, Mắt Híp 0167 638 2761 kiểm tra đi em. Rồi ok, người đầu tên đã được đọc tên mua hàng với giá là 20 đồng. Chị Mắt Híp làm đủ các bước thì sẽ được mua hàng với giá là 20 đồng. Bất cứ sản phẩm nào chị chọn đều ok nhá. Đấy ạ. À. À, nếu mà rồi ok chị Mắt Híp. Rồi ạ. À. Chị Mắt Híp ở Thanh Oai, Hà Sơn. Cái gì ở Hà Nội, ở Thanh Oai Hà Nội ạ. Rồi ok chị Mắt Híp nhá. Chia sẻ này để chế độ công khai này. Hôm qua có một chị bị tạch là lý do là vì chia sẻ để chế độ bạn bè. Đây là chế độ bán công khai là ở cái đây này. Đây mọi người nhá. Đây, đấy em đang chấm vào đây này. Cái hình quả cầu này thì là chế độ công khai, còn hình có hai cái người ấy, hai người con ấy là chế độ bạn bè, như thế thì là tạch nhá. Đấy, hôm qua có một chị bị tạch vì để chế độ bạn bè rồi đấy ạ. Rồi ok các chị em nhá, chị Mắt Híp này mua hàng với giá là 20.000 đồng này, vui lòng inbox trực tiếp cho bên em mẫu chị thích ạ, để bên em gửi quà nhá. Rồi ok chị Mắt Híp nào, ai chưa được bao giờ thì nhanh tay chia sẻ và là sau đấy lên số điện thoại giúp em nào. Chị nào chưa được bao giờ đi ạ, chị nào chưa được bao giờ nào, nhanh tay đi ạ, chia sẻ tăng lượng tương tác đi ạ, để tránh biển comment ạ nhá, tránh bị chọc chân so với những người khác ạ. Đây ạ, lý do mà sao mà các chị có thể ở bên máy các chị thì là có thể là chị ví dụ như là có thể cùng chị Mắt Híp nhá, đây là em nói là ví dụ nhá, nhưng mà là, đấy là ví dụ là cùng một chị, ví dụ một chị Hoa đi nhá, hai chị đều tên là Hoa đấy, một chị có thể chị Hoa A thì lên trước nhưng mà chị Hoa B lên sau, nhưng mà do cái lượng tương tác với fan em quá thấp thì màn hình em sẽ nó sẽ lên hiện lên chị Hoa B trước. Đấy là lý do tại sao mà có rất nhiều chị em trước mà sao chị không đọc tên đấy nhá. Theo cái màn hình của em tính theo màn hình của em nhá, yên tâm là em chơi rất là xanh chín. Ai mà từng theo dõi em là theo dõi em like thì đã biết rồi. Em thì có một cái đặc điểm như này này, người nhà, người thân, bạn bè nhá, nhân viên trong cửa hàng này, đấy là không bao giờ được chơi mini game của nhà em. Các chị cứ để ý mà xem, những người mà em đọc tên toàn là những người không phải là bạn bè của em nhá. Nên là mọi người yên tâm là chơi nhà em là xanh chín nhá. Đọc tên là được tặng quà, đọc tên là được tặng quà mọi người nhá. Rồi theo dõi từ mùa đông đến mùa hè rồi vẫn chưa được ạ. Rồi ok chị nhá. Rồi ạ. À, kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em?
cố lên mọi người, 650 để em đọc tên đi nào, 650 để em đọc tên đi nào, 650 để em đọc tên đi nào, cố lên một tí nữa nhá, cố lên một tí đi nào. Ngày nào cũng phải tặng mọi người 5-6 món quà, sau đấy em mới bán hàng, nên mọi người yên tâm, kiểu gì mọi người cũng có đến lượt ạ, nhá. Ngày nào cũng tặng nên mọi người yên tâm ạ, kiểu gì mọi người cũng đến lượt ạ, nhá. Mọi người yên tâm đi ạ. Đấy ạ, mọi người đừng nghĩ là một món quà nó trị giá có 200.000 hay là 300.000, nhưng mà mọi người tính xem, một ngày em tặng đến tận 5-6 món quà thì mọi người xem giá trị của cái tổng quà là của bên em là bao nhiêu ạ? Lúc nào cũng đến xấp xỉ 1 triệu, hơn 1 triệu mọi người nhá. Rất là nhiều món quà cho mọi người. Đấy ạ, chúng ta có đi còn lại, mọi người tăng lượng tương tác cho em thì em sẽ tặng quà mọi người, rất là đơn giản nhá. Bên em không cần phải đoán hai số cuối tờ tiền, hay là không cần phải đoán kết quả xổ số, hay không cần phải đoán bất cứ cái gì. Đấy, mọi người chỉ cần chia sẻ livestream sau đấy lên số điện thoại giúp em. Rồi ạ, áo em đang mặc có giá là 100.000, với giá hiện tại em đang bán là 20.000. Sau 9:30 thì em sẽ quay lại giá là 100k một áo nhá. Đấy ạ, hiện tại thì em đang bán với giá là 20.000 đồng một áo, áp dụng với khách chia sẻ livestream. Sau 9:30 thì bán với giá là 100k một áo nhá. Rồi ok các chị ạ. Bao nhiêu thì em? À, em sẽ giới thiệu lại một tí về áo này. Áo này thì hôm nay em về rất là nhiều nhá. Từ một tuần nay thì em đã bán được 1.200 áo này. Rất là đẹp, hàng Quảng Châu mọi người nhá, không phải hàng xưởng nhá. Đây là áo này có thể mặc được rất là nhiều kiểu ạ. Đây ạ, các chị mà thích điệu đà thì mặc trễ vai cho em. Ok chưa ạ? Rất là đẹp. Đây. Đấy. Chị nào không thích trễ vai hở hang thì mặc lệch vai cho em. Đây ạ. Đấy. Chị nào mà không thích điệu mặc thường, ví dụ mặc đi làm, mặc công sở thì mặc thường. Đấy. Giá hiện tại của em là 20.000 một áo nhá. Áp dụng với tất cả các mã ở trong cửa hàng em, từ đồ bộ, áo vest, quần jean, áo đính đá, chân váy và tất các sản phẩm của nhà em đang bán với giá là 20.000 đồng, áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ. Rồi ok các chị em nhá, đọc tên tiếp theo ạ. Đâu chị nào mà lúc nãy bảo chưa được bao giờ nào, theo dõi từ mùa đông đến mùa hè chưa được nào, đâu chị ơi, sẽ cố gắng nào. Mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Hải Đào nhá, rất là cảm ơn chị ạ. Rồi nào, đọc tên nào. Rồi chị Giang Thanh Trần, từ mùa đông đến mùa hè mà chưa được, ok 0169 516 8068. Rồi ok chị nhá. Rồi ạ, kiểm tra lại đi em ơi, kiểm tra lại chị ấy cho em, cho chị đi. Rồi ok, em sẽ cố gắng đọc tên luôn mấy lượt luôn á, cho nó nhanh. Rồi ạ. Ai đây? Giang Thanh Trần, ok chị nhá. Đâu nào. Rồi ok chị Giang Thanh Trần này, chia sẻ mấy lần luôn. Ok chị Giang Thanh Trần nhá. Rồi ok chị Giang Thanh Trần này, mua hàng với giá là 20.000 đồng này, vui lòng inbox trực tiếp cho bên em này, mẫu chị thích nhá, để em gửi quà nhá. Nhớ là cho em chiều cao cân nặng nhá, để tránh trường hợp là nhận quà mà lại không vừa thì rất là phí nhá. Rồi ok, đọc tên tiếp được chưa ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ cho em? Ok chị Thu Huệ này, chia sẻ nhiều nhóm rồi, chụp màn hình gửi em đi luôn luôn giúp em nhá. Chốt cho em hàng cho hôm qua đi ạ. Chị Đỗ Lan ơi, chưa có nhân viên gọi chốt hả chị? Rồi ạ. Rồi. Rồi ok em. Rồi nhá. Rồi ạ. Nói lại cho các chị nào mới vào chơi không biết cách chơi bên nhà em, cách chơi bên nhà em thì rất đơn giản. Chia sẻ livestream để chế độ công khai trang cá nhân, sau đấy vào comment số điện thoại, bên em sẽ đọc tên. 30 phút đầu tiên của mỗi chương trình, của mỗi cuộc lặng của mỗi ngày livestream thì bên em sẽ tặng quà trước nhá. 30 phút đầu tiên chỉ dành cho tặng cho mọi người. Đấy. Sau đấy em sẽ bán hàng một livestream nào em cũng khoảng 1 tiếng rưỡi thôi nhá. Thì 30 phút đầu tiên bên em sẽ tặng quà, áp dụng với khách chia sẻ livestream, tăng lượng tương tác cho bên em. Mỗi ngày thì sẽ có 5-6 món quà tặng đi mọi người nhá. Đấy, lý do tại sao ạ, mọi người tăng lượng tương tác cho em thì bên em sẽ gửi cho mọi người một món quà nho nhỏ thay lời cảm ơn của em đến mọi người. Đấy ạ nhá, chia sẻ livestream để chế độ công khai trang cá nhân, ai chia sẻ trên nhiều nhóm nhất vui lòng chụp màn hình gửi em nhá. Rồi ok ạ, bán áo của em đang mặc thì giá thời điểm hiện tại là 20k một áo. Chân váy của em đang mặc là 20.000, quần jean canh đang mặc 20.000, áo đá 20.000 nhá. Đấy ạ, tại thời điểm hiện tại mọi người nhá, áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ nhá. Rồi em sẽ đọc tên người tiếp theo này. Người tiếp theo sẽ được tặng quà này. Rồi ok nào, chị nào nào. Đâu ạ? Chị em nào lên số điện thoại giúp em nào.
Rồi, ok chị Lương Trang chưa được bao giờ ạ. 016 551 93822 3 con 2. 016 551 93832. Kiểm tra đi em. Rồi, ok chị Lương Trang nhá. Rồi, ok các chị nhá, chị em nào được đọc tên thì sẽ được mua hàng với giá là 20.000 đồng một sản phẩm. Vui lòng inbox trực tiếp cho bên em ạ. 3 con 2 đúng không? Chị Lương Trang này. 016 này. Chị Lương Trang cho nhầm số rồi này. Cho quá một con 2. Rồi ok nhá. Lương Trang ở Vinh à? Nghi Lộc à? Vâng ok chị Lương Trang nhá. Chia sẻ 14 phút trước này. Chị được mua hàng với giá là 20.000 đồng này, chia sẻ để chế độ công khai này. Ok chị nhá, mua hàng với giá là 20 đồng, vui lòng inbox trực tiếp cho bên em nhá. Mẫu đồ chị thích ạ, kèm với chiều cao cân nặng nhá. À, địa chỉ giúp em nhá. Rồi ok này. Chị qua Hoàng vừa được xong rồi. Tặng Lương Trang rồi nhá. Rồi ok này. Bao nhiêu rồi em? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Nhanh tay đi nào, để em đọc tên nhanh em còn bán hàng nào. Rồi ok, 9886 rồi nào, cố lên 1k cho em đi nào. Cố lên 1k cho em đi nào. Cố lên chia sẻ 1k cho em đi nào. Rồi ok các chị em nhá. Chị em nào chia sẻ livestream trên nhiều hội nhóm nhất thì nhanh tay chụp màn hình gửi em nhá. Rồi ạ. Chờ em một tí em sửa cái này cho nó. Rồi ok ạ. Nhanh tay chia sẻ livestream đi ạ nhá. Bán hàng với giá là 20.000 một sản phẩm nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, chị em nào chưa được thì nhanh tay đi ạ. Nhanh tay chia sẻ livestream nhá. Áo này thì mặc được vô vàn kiểu luôn ạ. Trễ vai đều rất là đẹp. Thấy chưa? Áo này của nhà em thì là hot hit rồi nhá. Giá bán của nó là 100k, tại thời điểm hiện tại của em là 20.000 một áo nhá. Rồi rất là nhiều màu cho các chị em lựa chọn. Giới thiệu qua một tí, bảng màu của hôm nay thì nó rất là hot. Rất nhiều màu cho các chị em lựa chọn nhá. Rồi ok nào, người tiếp theo đi ạ. Người tiếp theo đi ạ. Nhá. Rất là nhiều kiểu luôn. Đấy. Số lượng thì không có nhiều đâu mọi nhá. Gần như hàng này em thấy là chỉ có mỗi nhà em có. Đấy ạ. Rất là đẹp này. Phần chun cực thích luôn. Đấy mọi người chỉ cần mặc một cái áo trong màu da như em đang mặc thì không hề bị lộ. Rất dễ kết hợp. Mọi người có thể kết hợp cùng với chân váy, quần jean, hay là mọi người kết hợp với cả gì nhỉ? Quần sóc cũng rất là hợp. Tí nữa em sẽ kết hợp, mấy hôm nay em đã kết hợp với quần jean, hôm nay em thay đổi một tí kết hợp với chân váy cho các chị em. Đấy, mấy hôm nay thì em hay mặc với quần jean rồi. Hôm nay em thay đổi một tí cho các chị. Rồi ok các chị nha. Rồi ok, người tiếp theo được đọc tên ạ. Người tiếp theo đọc tên nào. Áo này em đang bán với giá là 20.000 một áo nhá. Giá sau 9:30 là 100.000, còn tại thời điểm hiện tại của nó là 20.000 một áo này. Đẹp mê đi luôn, không nhăn không nhàu nhá. Này, rất là phê. Đấy. Rồi ok nào, chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn cho em nhá. Rồi ok này. Đâu? Ai nữa thôi nào. Ok thì Trần Trung này, mua nhiều sản phẩm lắm rồi mà chưa được quà. Rồi ok, 0913 401 281. Rồi ok chị Trần Trung nhá. Đấy, áo của em đây em. Trong lúc chờ đợi nhân viên tìm nhân viên kiểm tra kết quả của mọi người thì đây. Giới thiệu một tí này, phần chun này, hàng Quảng Châu nhá. Phần chun của nó mọi người nhìn này. Thấy chưa? Này đường nét của nó này. Tận 6 đường chun nhá, chứ không phải cái loại mà một đường chun xong là về giặt mấy hôm mà là nhão đâu mọi người nhá. Rồi ok Trần Trung này. Hả? Tạch rồi. Trần Trung này mua hàng nhiều rồi, theo dõi em nhiều rồi mà lại để tạch này, Triệu Sơn Thanh Hóa này. Tạch nhá, đây có mọi người đây này. Phí quá. Định tặng nốt một chị này nữa để bán hàng nữa mà lại phải tặng thêm một người nữa rồi. Đọc tiếp một người nữa nha. Chị ơi cho em may mắn, em mua hàng cho đỡ mất phí. Cho em may mắn. Lương Trang được rồi mà lại vẫn lên đây vẫn kêu chưa được. Được rồi em. Lương Trang được rồi mà, Lương Trang được rồi đúng không? Lương Trang ok, mua hàng với giá là 20.000 đồng rồi. Bất cứ sản phẩm nào bạn cũng được mua với giá là 20.000 đồng rồi, bạn yên tâm đi, được rồi mà. Rồi ạ, à, ok Bích Phương này, 0169 này, 208 này, 7101 này, à 7107. Kiểm tra nhanh đi. Đấy, phê cực kỳ luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Đấy, nhá. Rồi ok, ai? Bích Phương ra người khác rồi này, 0169 này, 208 này, 7107 này, tạch này. Ra số của Nguyễn Duyên Thuận này. Chồng của Phương. Sao lại cho số chồng? Cho số của chị Phương ấy. Chị Phương cho em số của chị cho số của chồng. Tạch rồi, chồng chị có chia sẻ cho em đâu. Đây.
tạch nhá. Rồi ạ, à, người tiếp theo là chưa được lần nào nào. Chưa được lần nào nào. Kiểm tra người tiếp theo nào. Sao không thấy ai nhờ? Toàn hôm dạo này hình như là những chị đưa đăng, chị nào gì nhỉ? Chị nào được rồi không thấy vào đây nữa hay sao ấy? Đâu? Lương Trang được rồi, đừng lên số điện thoại nữa. Đỡ lại lại bị báo spam đấy. Rồi, ok chị My Nguyễn này. 0165 này, 332 này, 6748. Rồi ok chị My Nguyễn nhá, được mua hàng với giá 20.000 đồng này. Để em kiểm tra xem đã chia sẻ hay chưa, đã hợp lệ chưa nhá. Rồi ok, giới thiệu một tí về áo em đang mặc này. Phê cực kỳ luôn, màu nào cũng đẹp, tí nữa em sẽ thử từng màu một cho các chị xem. Rồi ok, đúng chưa? Rồi ok Như Nguyễn. Chia sẻ 7 phút trước. Rồi ok, chia sẻ mấy lần luôn. Rồi chị được mua hàng với giá là 20.000 đồng nhá. Chị My Nguyễn này. Rồi em sẽ nhanh rút gọn nhá, 9 giờ rưỡi của em rồi ạ. Rồi ok này, chị My Nguyễn này. Rồi ok, các chị vừa được đọc tên thì sẽ được mua hàng với giá là 20.000 đồng ạ nhá. Các chị vui lòng inbox trực tiếp cho bên em ạ, chiều cao cân nặng nhá, mẫu đồ các chị thích ạ, để bên em gửi quà nhá. Phần chia sẻ hội nhóm thì mọi người nhanh tay chụp màn hình gửi em, chia sẻ hội nhóm thì sẽ được mua hàng với giá là 0 đồng. Mini game thì sẽ được mua hàng với giá là 20.000 đồng. 20.000 đồng mọi người nhá. Rồi ok, quay lại giá bình thường nha mọi người nhá. Giá của áo này đang là 230 thì hôm nay chia sẻ còn 100.000. 100.000 một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream để chế độ công khai trang cá nhân. Màu của bảng màu của em đây ạ. Nó gồm có 5 màu nhá. Đầu tiên là màu vàng em đang mặc nhá. Thứ hai là thang màu xanh coban ạ. Sang màu xanh đen ạ nhá. Rồi ạ, sang màu trắng ạ, một cái màu rất mới của bên em này, màu trắng ạ. Rồi ok ạ, màu đỏ thì quá là hot hit rồi, màu đỏ này số lượng còn rất là ít này. Rồi ok các chị em này, bắt đầu em bán hàng nhá. Giới thiệu qua với các chị này. Bây giờ em sẽ mặc màu này cùng với chân váy, lát nữa em sẽ thử mặc lên với quần jean cho các chị xem. Mặc lên với quần jean đẹp, rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn ạ. Rồi ok nhá, em bán hàng này. Áo của em 230 thì hôm nay chia sẻ còn 100.000 một áo. Rất là đẹp nhá. Mặc được rất là nhiều kiểu này. Chế vai cho các chị điệu đà. Đấy, các chị em nào đi tiệc, đi đám cưới hay là chúng ta đi đi tám bạn bè, đi cà phê cà pháo với bạn bè hay là đi chơi cùng bạn bè thì chúng ta mặc chế vai. Được chưa ạ? Nhá. Đấy ạ. Lúc nào mà gì nhỉ? Đi chơi với người yêu cần một tí kiểu là dịu dàng đấy. Đấy, giả nai một tí thì chúng ta mặc lệch vai cho nó điệu. Đấy thấy chưa? Lệch vai. Đấy nhá. Lúc nào đi làm, các chị làm công sở hay đi làm. Đấy. Mặc lịch sự cho em, rất là đẹp. Chất vải thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một tí này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Không nhăn không nhào nhá, đẹp cực kỳ nhá. Thấy chưa? Đấy, về trạng thái bình thường không hề biến dạng áo nhá. Phần cổ nhá, kể cả mọi người cúi xuống này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Không hề bị sợ hở nhá. Cái phần bo chun nó ôm với cổ nên là không cần, không hề sợ lộ cổ nhá. Đấy, chị em nào lấy thì nhanh tay lên số điện thoại giúp em nhá. Nhanh tay lên số điện thoại giúp em nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream mạng để chế độ công khai trang cá nhân. Bị lag rồi em, bị chậm rồi đấy. Chị đứng từ nãy rồi mà. Em phải nghe chị nói bên này với ở trong đấy, nó khác nhau, bị chậm rồi. Rồi ok, chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn số điện thoại giúp em nhá. Chỉ nhận hàng qua số điện thoại, chỉ nhận đơn qua số điện thoại, không nhận đơn qua tin nhắn nhá. Chuyển sang máy em đi. Chỉ nhận đơn qua số điện thoại và không nhận đơn qua tin nhắn các chị em nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhá. Rồi ạ, à, ok chị nhá. Rồi ok các chị nhá. Bao nhiêu cân thì vừa, áo này dưới 5-6-5-7 cân thì vừa bỏ nhá. Dưới 5-6 cân là sẽ mặc đẹp ạ. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn giúp em. Màu đầu tiên là màu vàng em đang mặc ạ, rất là đẹp nhá. Màu thứ hai là màu đỏ. Màu đỏ này thì số lượng rất là ít này. Màu đỏ này chỉ còn tầm chục con này. Rồi ok nhá. Thứ ba là màu trắng ạ. Màu trắng này cũng còn rất là ít này. Rồi ok. Thứ tư là màu xanh đen ạ nhá. Rồi ok. Và thứ năm là màu xanh coban. Đấy ạ, chị em nào lấy màu nào thì nhanh tay báo lên luôn giúp em. Rồi ok ạ, à. Vàng ok nhá, một vàng ok chị Hà Phương này. Rồi ok nhá, căn đi em ơi, không là không đủ hàng đâu. Căn lúc nào đến chị báo hết là hết nhá. Rồi chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em. Em cao 1m58 và nặng 48 cân nhá. Rồi ok nhá, qua mẫu được chưa ạ, qua màu được chưa ạ. Rất là đẹp cho các chị em nhá. Đây ạ, à, là một cái thiết kế mà nói chung là rất là dễ mặc, rất là hot hit. Đấy chưa ạ, rất là đẹp luôn.
Đấy là các chị em nào muốn em thử cùng với cả quần jean thì em sẽ thử luôn cùng quần jean cho các chị nhá. Chị em nào mà ít khi mặc váy, chúng ta hay mặc quần thì đây, em sẽ thử qua quần jean. Thử qua quần jean thì nó đẹp, đẹp ngất ngây luôn nhá. Chân váy em đang mặc bao nhiêu ạ? Chân váy em đang mặc có giá là 130.000 nhá. Đủ size S, M, L cho các chị em nhá. Rồi ok, em thử qua cái quần bò này, quần jean cho mọi người này. Đây thì đẹp miễn chê luôn mọi người ạ. Không chê vào đâu được. Kết hợp với quần thì nó còn đẹp hơn cả kết hợp với chân váy luôn. Rồi ok ạ. Chốt cho em đi. Chị Quỳnh Trang lên số điện thoại giúp em. Chị Quỳnh Trang lên số điện thoại giúp em đi nào. Ngồi chờ em nhé. Chờ em lên mẫu này. Hôm nay thì rất là nhiều mẫu hot ạ. 48 cân vừa chị nhá. Áo này em đang bán với giá là 100k một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream này. Rồi ok ạ. Cái áo này bình thường các chị vào shop thì kiểu gì cũng phải 250 một áo. Áo này là hàng Quảng Châu, không phải hàng xưởng các chị em nhá. Rồi ok này. Mặc cùng với quần ạ. Đẹp chưa ạ? Đấy, thấy chưa ạ? Đấy, chị em nào ít mặc váy thì mặc với quần rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Đấy, đúng rồi, chọn cái quần rách gối rồi. Đấy ạ. Đây mọi người nhá, rất là đẹp. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em. Đây là mặc với quần nhá. Mặc quần thì sẽ rất là hot luôn mọi người nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Đấy, chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em nhá. Rất là xinh ạ. Chất liệu thì đây ạ. Giới thiệu cho mọi người một tí về chất liệu nhá. Chất liệu thì rất là đẹp luôn. Đấy ạ nhá. Áo này em đang bán giá chia sẻ của nó là còn 100k một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ. Để chế độ công khai ra cá nhân nhá. 60 cân thì không vừa màu này ạ. Không vừa mã này chị nhá. Chị chờ em một tí, lát nữa em sẽ sâu sang một mã to cho chị nhá. Rồi ạ. Còn bộ đát không chị, chất thích cực kỳ ạ. Cảm ơn em nhá. Chị còn bộ đát em ạ. Rồi ok nhá. Quần bao nhiêu ạ? Quần của em đang mặc có giá là 180k. Áo em đang mặc có giá là 100k nhá. Rất là đẹp cho các chị em ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em với này. Chỉ nhận đơn qua số điện thoại, không nhận đơn qua tin nhắn nhá. Đây là một mã màu vàng này, màu vàng rất là đẹp này, tôn da cực kỳ, mọi người nhìn này. Da sáng này, rất là sáng luôn này. Đây ạ. Tay này trắng luôn ạ nhá. Chị em nào lấy vàng thì nhanh tay lên số điện thoại vàng giúp em. Quá là đẹp cho một cái áo ạ. Rồi ok các chị em nhá. Rất là thoải mái, vận động mà không sợ bị vướng nhá. Đấy, cái phần tay chun này nhá. Đây em chế vai cho mọi người xem này. Đấy, hoạt động thoải mái luôn, không sợ bị kiểu co lên co xuống, mất công phải thời gian kéo nhá. Áo này để ở đâu nó sẽ nằm ngay chỗ đấy ạ nhá. Không bị biến dạng áo, không bị tuột áo nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ nhá. Thoải mái vận động luôn ạ, không sợ bị tuột lên tuột xuống nhá. Cực thích luôn ạ. Đấy, các chị nào không thích chế vai thì mặc lệch vai cho em ạ nhá. Đây ạ. Rất là đẹp, mặc kiểu gì cũng đẹp luôn nhá. Một cái mã mà em nghĩ là mỗi chị em nên có 1 đến 2 chiếc ở trong tủ để thay đổi. Thứ nhất nó có màu mè một tí đúng không ạ? Đấy, nó có hoa mè một tí cho nó trẻ trung, mùa hè này nắng nóng rồi. Đấy, trời nóng rồi mặc cái áo này thì cực mát luôn. Đấy nhá, áp dụng với cách chia sẻ livestream thì áo này em bán với giá 100.000. Không có đâu có giá này, em đảm bảo luôn, bao giá toàn quốc cho các chị nhá. Áo này là hàng Quảng Châu mọi người nhá, không phải hàng xưởng ạ. Đây, có thể mọi người kiểm tra này, không có một sợi chỉ thừa kêu tên nhá. Đấy, về mà cứ thấy cái sợi chỉ thừa nào trong áo nhà em gửi lại áo cho em nhá. Rất là đẹp này. Đường kim mũi chỉ cực là chắc chắn luôn này, mọi người nhìn này. Này phần chun này, rất là đẹp này, phần vắt sổ này. Rất là phê luôn. Không có một sợi chỉ thừa kêu tên ấy mọi người ạ. Rất là đẹp nhá. Ai lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhá. Lên luôn số điện thoại giúp em. Bảng màu của nó đây ạ. Đầu tiên là màu vàng em đang mặc. Rồi ok nhá, chuyển sang màu trắng ạ. Màu trắng là một màu cho các chị em nào gì nhỉ? Thích kiểu dịu hiền một tí. Rồi ok nhá, chuyển sang màu đỏ ạ. Đây ạ, màu đỏ cũng rất là hot hit. Màu đỏ này thì em còn số lượng rất là ít nhá. Rồi ok ạ, chuyển sang màu xanh than. À quên, xanh coban ạ. Xanh coban cũng là một mã rất là hot hit bên em. Rồi ok ạ, chuyển sang màu xanh đen. Đấy ạ, cho các chị em lựa chọn nhá. Lấy luôn hai cái, có 200.000 hai cái áo. Hàng Quảng Châu chất rất là đẹp. Nhận hàng thì chất xấu, hoàn hàng về cho em nhá. Nhận áo này mà bảo là chất xấu, hoàn hàng về cho em nhá. Nó
mọi người đừng nghĩ bảo là ôi rồi ôi 100.000 chắc là hàng chợ nhá. Đố mọi người ra chợ mà mua được cái áo này luôn. Đấy ạ. Rồi ạ. Chị My Trịnh ạ. Chị My Trịnh mua buôn nhưng mà chị như kiểu là chưa mua buôn bao giờ ấy ạ. Chị mà chị mua buôn thì chị cứ inbox là chị lấy những cái gì ạ. Nhá, chị lấy những cái gì ạ? Mua buôn thì nhà em chiết khấu như thế nào thì chị hỏi là em ơi chiết khấu như thế nào em trả lời. Đây chị hỏi luôn một chàng giang đại hải em không thể nào trả lời được chị. Chị bảo là chị lấy sơ mi đủ màu mà em chị cũng không biết là sơ mi nhà em có những màu nào thì làm sao em chốt hàng được cho chị ạ? Mua hàng rất là lan man em không thể chốt được nhá. Em rất là nhiều việc mọi người ạ. Thật sự là một ngày em chỉ ăn được mỗi một bát bún buổi sáng thôi, đến bây giờ em còn chưa được ăn gì ngoài uống sữa nhá. Nên là các chị em nào mua hàng, chị em nào mua hàng ở đây nói một kiểu em sẽ không bán cho chị My Trịnh nhá. Chị My Trịnh mua buôn mà đến nỗi mà bảo là chị lấy sơ mi đủ màu. Thế xong em xin chị là chị ơi cho em địa chỉ số điện thoại để bên em gửi hàng. Thì chị bảo là sơ mi nhà em có những màu gì. Thì mọi người nghĩ xem với địa vị của một người bán hàng có ai bán cho những người như thế đúng không ạ? Trong khi nói đủ màu, trong khi không biết là nó có những màu gì thì chốt làm sao được ạ? Nên là em sẽ không bán hàng cho chị My Trịnh nhá. Đấy, kể cả chị mua buôn cả mấy trăm cái em cũng không bán ạ. Mua hàng thì phải biết là hàng của mình là những cái gì, hàng của mình có những màu gì. Vì là mua buôn mà mọi người thà mua lẻ có thể là không nhớ. Nhưng đây là mua buôn phải biết là hàng của mình là lấy những cái gì để về bán cho khách. Chứ đây mà không biết hàng của mình là những cái gì thì bán làm sao được đúng không ạ? Nên là chị đừng vào đây chị bảo là nhắn tin không trả lời nhá. Em đã check tin nhắn cho chị từ lúc chị nhắn tin cơ. Nhưng mà lại chị lại hỏi em một câu là chị lấy sơ mi đủ màu. Đến lúc em xin chị địa chỉ số điện thoại thì chị hỏi em là thế biết người ta lấy màu gì mà chốt. Thì bây giờ chị lấy đủ màu thì nhà em có đủ màu đây. Nhà em có đủ màu mà, ngày nào em cũng dơ đủ màu lên cho các chị xem. Chị xem mà chị không biết nhà em có đủ màu, có những màu gì thì chị nói lấy đủ màu làm cái gì đúng không ạ? Nhá, rồi ạ, à, em không chốt cho chị luôn ạ. À. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em này. Đây ạ, à, mua buôn là phải biết hàng của mình lấy những cái gì để về có bán được hay không đúng không ạ? Kể cả em đi mua buôn thế, em phải xem là ở cái áo này của em có những cái màu gì, màu nào đẹp để lấy về cho khách bán như nào. Chứ đây mua buôn đến lúc lấy đủ màu mà không biết sơ mi có những màu gì thì chịu rồi ạ. Nhá, không thể bán được. Nhá, xong đến lúc ship về đến nơi thì chị lại suy nghĩ khác là chị không muốn lấy nữa, chị lấy chỗ khác rồi. Thì rất là mệt nhá. Với những các chị đấy thì thôi ạ, nhá. À, rồi ok ạ. À, rồi ok ạ, nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em với này. Đấy, các chị em mua buôn thì các chị em nên biết là ở cái mình khách của mình là toàn những người, ví dụ người trẻ tuổi. Thì chúng ta nên lấy các màu sáng. Đấy các chị mà muốn các chị mua buôn mà các chị hay bán cho những người lớn tuổi thì các chị lấy gam màu tối. Các chị phải biết được là hàng của mình nên lấy những cái gì, nên lấy những cái gì rồi chứ ạ. Đúng không ạ? Rồi ok, chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại qua màu cho các chị này. Bây giờ chị bảo mua buôn mà bây giờ chị không biết là hàng nhà em có những màu gì thì em làm sao dám ship. Rồi ok, sang màu xanh coban này. Sang màu xanh coban ạ. Hết vàng các chị nhá. Em hết vàng mất rồi. Rồi ok ạ, sang màu xanh coban nhá. Rồi em đang bán với giá là 100.000 một áo này. Áp dụng với khách chia sẻ livestream này. 100.000 một áo thôi ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn cho em. Hàng nhà em thì màu nào cũng đẹp luôn ạ. Màu nào cũng rất là xinh nhá. Trễ vai hay là mặc thường đều đẹp ạ. Chị em nào lấy sang xanh coban thì báo lên luôn cho em. Rất là tôn da, trắng da cực kỳ này. Rồi ok các chị em nhé. Rồi ạ, à, ai lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em. Rồi ok ạ, à, bao tiền một áo ạ, à, giá chia sẻ của nó là còn 100k một áo nhé. Rồi ạ, à, ok các chị em nhé. Rồi ạ, à, đấy nhá. Rất là nhiều việc nên là tốt nhất các chị em mua buôn thì xác định trước, gọi điện bảo chị à, em ơi hàng nhà em bán buôn thì chiết khấu bao nhiêu một cái ạ. À? Đấy, xong em báo luôn là ví dụ như là trông chiết khấu 10.000 một cái. Đấy, chiết khấu 10.000 một cái thì xong luôn, là báo luôn số lượng, không cần phải nói, không cần phải nhắn tin nhiều nhá. Hàng nhà em thì mọi người nếu mà các chị mua buôn chưa bao giờ mua buôn thì thử mua 1-2 cái trước. Mua lẻ 1-2 cái trước, về sờ chất xem form, thấy ok giống như em báo trên live thì hãy đặt hàng. Đấy nhá. Chúng ta cứ tạo niềm tin một tí với nhau. Đấy, cứ thử, không cần phải mua một lần, ví dụ đặt đủ dây đủ size không cần nhá. Đấy, chúng ta cứ mua lẻ 2 cái trước về xem là có thể tin tưởng nhau để đặt niềm tin vào nhau không. Đấy, sau đấy chúng ta hãy đặt số lượng nhiều đối với các chị mua buôn nhá. Rồi ok các chị này. Đấy ạ, à, nhá. Hàng buôn của nhà em thì về vào buổi chiều, các chị chốt hàng cho em trước buổi sáng giúp em. Đấy, hàng về vào buổi chiều và 5 giờ thì bên em sẽ sắp đơn hết hàng buôn cho các chị. Rồi ok, giá áo này của em đang bán với giá là 100.000 một áo này.
Đấy, chị em nào lấy xăng xanh Coban thì báo lên luôn xanh Coban giúp em. Rồi ok các chị nhá. Ai lấy xăng xanh Coban thì báo lên xăng xanh Coban giúp em. Rất là đẹp cho các chị này. Chất liệu thì rất là phê luôn nhá, không nhăn không nhào nhá, không bị biến dạng áo nhá. Ai lấy màu nào thì báo lên luôn giúp em. Chế vai, lệch vai hay mặc thường đều đẹp. Rồi ok nhá. Rồi ạ. Ok chị Hà Mít này, ok chị Lê Châu này. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào chưa được đọc tên thì không phải là không được chốt đâu mọi người nhá. Chưa được đọc tên thì nhân viên bên em vẫn đang ghi đơn rất là nhiệt tình cho các chị nhá. Đấy ạ. Rồi ok ạ. Áo này em đang bán với giá là 100.000 một áo này. Rồi bảng màu của em đây, em sẽ giơ lại này. Mã đầu tiên của em đang mặc là màu vàng canh mặc, em vừa mặc xong là đây ạ. Nhá, màu vàng đây ạ. Rất là đẹp nhá. Đây em sẽ giơ ký cho các chị em xem một tí này. Rồi ok này. Đây ạ, nhá. Phần chun rất là đẹp này. Đấy mọi người nhìn này. Đấy, đường chun tận 6 đường chun luôn nhá. Rất là chắc chắn, rất là đẹp ạ. Rồi ok các chị em nhá. Đây ạ, phần tay bồng này. Rất là xinh nhá. Rồi ok này. Phần thân chun thân này. Chun eo này. Thấy chưa ạ? Nhá. Chất liệu này rất là mát này, không nhăn không nhào này, không biến dạng áo này. Rồi ok ạ. Màu này là màu vàng chị nhá. Trên canh là màu vàng ạ. Rồi ok chưa? Thấy chưa ạ? Không biến là dạng áo nhá, không nhăn không nhào này, giặt máy giặt ok thoải mái này. Phong BBR chờ em một tí, em sâu luôn phong BBR cho chị Phạm Thủy xem nhá. Rồi ạ. Chị gì nhỉ? Chị Mi Trịnh ơi, chị mà đứng địa vị em thì chị bảo là cái lượng tin nhắn nó lên như thế này thì em làm sao trả lời được. Nhà em có nhân viên mọi người nhá, nhà em có nhân viên và nhân viên đang ghi đơn nhá, nên các chị yên tâm. Không phải em ngồi, em không thể nào lên đây chỉ để nói suông không bán hàng đâu mọi người nhá. Không phải lên đây thừa hơi, thừa sức mà để lên đây nói cả một buổi tối để không bán hàng đâu mọi người nhá. Nhà em đang bán hàng mà, đang nói và đang bán hàng và đang có nhân viên ghi đơn. Chứ không phải là em nói như thế này xong là nói cho vui câu like đâu mọi người ơi. Em bán hàng để kiếm tiền nuôi con em chứ không phải là lên đây vui nói cho vui đâu nhá. Đấy ạ. Rồi ok các chị nhá. Áo này của em đang bán với giá 100.000. Các chị em nào lấy thì lên lộ điện thoại. Dưới 57 cân là mặc ok, trên 57 cân thì mặc không được đẹp. Nhá, đấy là em giới thiệu luôn. Mọi người lên số điện thoại và sau đấy nhân viên gọi chốt đơn, mọi người báo luôn chiều cao cân nặng để nhân viên bên em kiểm tra đơn cho con. À thì nhân viên bên em kiểm tra size cho nó chuẩn. Tư vấn size cho các chị cho nó chuẩn nhá. Đấy ạ. Mọi người nhá. Chị em nào chưa mua quen bên nhà em thì có thể chưa biết là cách nhà em chốt hàng như thế nào. Nhà em chỉ cần mọi người có số điện thoại của mọi người và sẽ có nhân viên gọi chốt. Mọi người không cần gọi điện đến nhà em. Nhá, các chị em nào có thể mai chị bận đi làm cả ngày chị không nghe được gọi điện thoại của em. Đấy, thì lúc nhân viên gọi chốt thì các chị chỉ cần nhắn cho một cái tin là chị đang bận, có gì gọi lại sau. Thế, hay là chị có thể alo chị đang bận một tí, chị gọi lại sau. Thế là nhân viên nhà em sẽ lưu động, tự động và sẽ gọi lại sau cho các chị. Nhá, đấy ạ. Chị em cứ lên luôn số điện thoại và nhân viên bên em sẽ gọi chốt cho các chị nhá. Rồi ok các chị nhá. Rồi ok ạ, qua mẫu nhanh cho các chị này. Rồi sang một màu xanh than này, đen than này. Đây ạ, em lên đây là bán hàng để kiếm tiền chứ không phải là lên đây bán hàng để nói cho vui mà không chốt đơn cho mọi người đâu ạ. Chốt đơn đấy mọi người nhá, đang có nhân viên ngồi cạnh em đây đang ghi đơn cho các chị đây ạ. Rồi ok này. Sang màu xanh này. Xanh đen cho các chị này. Màu nào cũng đẹp luôn ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em rồi nhá. Sang một màu xanh đen rất là đẹp. Đấy, trễ vai hay mặc thường đều đẹp luôn. Thấy chưa ạ? Màu này thì mặc lên rất là gọn người này. Màu này là một màu tối nên mặc lên rất là gọn người. Chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn giúp em rồi nhá. Xanh than này, số lượng của xanh than cũng rất là ít nhá. Chị em nào lấy trên xanh than thì báo lên luôn xanh than giúp em. Rất là đẹp, chất cực thích luôn nhá. Rồi một cái màu vàng ạ, 44 cân 1m58 được. Nhà chị nhá mặc được ạ. Rồi ok chị Bí Ngô nhá, có số điện thoại là được rồi chị nhá. Có số điện thoại là mai nhân viên sẽ gọi chốt cho chị ạ. Rồi ok ạ. Chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn cho em. Em khuyên thật các chị lấy hai cái mà mặc đi ạ. Hàng đầu mùa chất cực đẹp nhá. Em săn được lô hàng này quá là đẹp luôn. Đẹp từ kiểu dáng nhá, đến chất liệu và giá tiền thì rất là hợp lý. Rồi ok các chị nhá. Màu này thì em đang rất là ít này. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em rồi này. Màu này số lượng cực ít luôn. Đấy ạ, nhá. Chị em nào lấy màu này thì nhanh tay báo lên lốt cho em. Giá chia sẻ của nó là còn 100.000 một áo nhá. 100.000 một áo ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên lốt cho em nhá. Rồi ạ, áo canh đang mặc ok chị nhá. Rồi ok đó chị nhá. Chị em nào lấy sang xanh than thì báo lên lốt cho em là xanh than. Rồi ạ, giá bao nhiêu? 100k một áo nhá. Rồi lấy áo con canh ok chị nhá. Ok chị ạ.
Được chưa ạ? Thì em nào lấy xanh than này bảo lên luôn xanh than cho em. Rồi ạ. Bao nhiêu một áo với ạ? Áo này là giá chia sẻ của 100k một áo nhá, 100k một áo cho một cái áo này. Rất là đẹp nhá. Chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn giúp em. Đây ạ. Rồi ạ. Trắng ạ. Rồi qua trắng nhanh mọi người nhá. Màu xanh than này em số lượng còn ít nên em sẽ cố bán nhanh này. Rồi ok này. Sang trắng ạ. 6-7 cân lại không vừa mã này rồi ạ. Rồi ok nhá. 1m6 60 cân lại không vừa chị ơi. 5-7 cân chị cao mét bao nhiêu chị Tình Phạm ơi. Rồi ạ. Mẫu nhanh nhá, chị treo đi em cầm lên. Rồi ok ạ. Hàng của shop rất ok lắm mọi người ạ. Cảm ơn chị nhá, rất là cảm ơn chị ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ em nhá. Rồi ok ạ. Một màu trắng ạ. Rất là đẹp cho các chị em. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em. Điệu đà cực kỳ luôn nhá. Đây ạ. Chị em nào lấy màu trắng thì bảo lên luôn giúp em này. Quần bò rách em đang mặc có giá là 180.000 nhá. 180.000 một áo ạ. À. À, áo phông canh mặc đi ạ. À. Ok chị nhá. Từ từ em sẽ mặc luôn phao phông hoa phông đính đá. Rồi ạ. À. Ok chị em nào lấy trắng thì bảo lên trắng giúp em này. Trắng rất là tây luôn ạ. À. Đấy, ai lấy trắng thì nhanh tay bảo lên trắng giúp em. Quá là đẹp cho một cái áo chun ạ. Đây nhá. Rồi còn nốt một cái màu đỏ cuối cùng là em thử nốt ạ. À. Và sau đấy chúng ta sẽ dừng mẫu này nhá. Đây ạ, à. Ai lấy trắng thì bảo lên luôn trắng giúp em. Rất là đẹp mọi người nhá. Đấy, đi lại thoải mái luôn. Đấy mọi người xem ạ, cái độ trễ vai bó này của nó này. Cái bo chun của nó rất là đẹp này. Đấy thấy chưa? Nhá. Các chị nào làm công sở thì mặc thường cho em. Đấy các cô nhá. Các chị em làm giáo viên thì mặc thường cho em. Rồi ok chị nhá, lấy một áo vàng nó ok chị nhá, một cỏ áo con canh ạ, ok chị nhá, một canh một trắng ok chị ạ. Rồi ạ, ok áo trắng mặc và ok chị Liên Nguyễn nhá. Lấy à, đang mặc cái bao nhiêu? 100k một áo chị ơi, 100k một áo thôi ạ. Chị em nào lấy trắng thì báo lên trắng giúp em rồi nhá. Rất là đẹp này. Rồi ok qua mẫu nhá. Màu tiếp theo là màu đỏ ạ. Chị em nào lấy màu đỏ thì báo lên luôn giúp em với màu đỏ nhá. Em sẽ cố gắng qua mẫu này nhanh này. Rồi ok ạ, chị em nào lấy đỏ thì báo lên đỏ giúp em với này. Rất là đẹp. Rồi ok ạ. Lấy màu xanh coban ok chị nhá. Giá bao nhiêu vậy ạ? Giá áo này của em đang bán với giá là 100k một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream còn 100.000 một áo ạ. Trễ vai hay là không trễ vai đều đẹp nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em. Rất là đẹp luôn ạ. À. Rồi ok các chị em nhá. Em xem lại màu đi. Ok chị ạ. À. Chị ơi, lấy lại màu đi. À đây ạ. À. Bảng màu của nó đây nhá. Đầu tiên là màu canh mặc ạ. À. Màu vàng nhá. Màu vàng hoa xanh ạ. À. Rồi ok này. Chuyển sang màu xanh than ạ. À. Đây ạ. À. Rất là đẹp nhá. Rồi ok ạ. À. Màu canh mặc là đây nữa ạ. À. Màu xanh coban nhá. Và màu trắng ạ. À. Đứng gần nó bị lóa nhá. Em sẽ đứng xa cho mọi người. Còn chất thì em rất là muốn đứng gần để cho mọi người xem chất cái áo này ạ. Thấy chưa ạ? Đây nhá, em sẽ đứng gần cho mọi người xem cái chất của cái áo này. Không nhăn, không nhàu nhá. Đây ạ. Không xù, không bay, không nhão nhá. Áo này là 10 điểm cho chất lượng luôn. Rồi ok em hết ạ. Có bán chân váy thì Bí Ngô nhá. Chân váy em vừa mặc có giá là 130 ạ. Rồi ok các chị em nhá. Ok ạ, em hết rồi mọi người nhá. Hết áo đấy chưa ạ? Chị ơi, xem chút. Rồi, một mã sơ mi hot hit bên em nhá.
nhá, một mã sơ mi mới của em này. Một mã sơ mi mới của em ạ. À. Rồi ok các chị em nhá. Chất thì phê luôn ạ. À. Nhá, hàng nhà em tự tay chọn chất, mọi người nhìn tay em biết này. Đen xì xì luôn. Đấy, nên mọi người yên tâm về mã và chất nhá. Chất liệu thì phê luôn ạ. À. Rồi ok, một sang một mã sơ mi mới ạ. À. Nè, có một cái điểm nhấn đính khuy ở cổ này, rất là đẹp này. Rồi ok nhá. Em ở 54 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội các chị nhá. Hết rồi, áo trễ vai hết rồi ạ. Áo trễ vai em hết mất rồi chị ạ. Mọi người chỉ lấy áo trễ vai hay sao? Có chip bưu điện ạ. À? Có chip bưu điện ạ. À? Ok mọi người nhá, chờ em thay canh ạ. À. Áo chế vai hết mọi người nhá. Áo chế vai em hết sạch rồi ạ. À. Rồi ok ạ. Bán hàng mọi người nhá. Rồi ạ. Rồi ạ. Áo sơ mi em đang mặc có giá chia sẻ của nó là còn 230.000. 230 thì hôm nay em bán với giá là 130.000 này. Nhá, rất là đẹp luôn này. Chất cực thích luôn mọi người nhá. Không nhăn không nhào nhá. Mặc lên cực thích ạ. Chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em rồi nhá. 130.000 một áo ạ. Có hai màu duy nhất mọi người nhá. Xanh em đang mặc ạ. Và gì nhỉ? Xanh và vàng ạ. À, nhá, chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em. Xanh và vàng cho mọi người lựa chọn nhá. Rất là đẹp ạ. À, 130.000 một áo rồi nhá. Áo em đang mặc không có size, mọi người phối đi size nhá cho chị em nào dưới. Nói chung áo này nó là dáng rộng nên tầm 57 cân đổ xuống là mặc ok luôn nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em với này. 55 cân vừa chị nhá. Rồi ạ. À, kiểu áo vàng đằng sau bao nhiêu em ơi? 120k mọi người nhá. Hàng nhà em các hàng này, các mã này ở các shop ít nhất đấy mọi nhá. Ít nhất họ phải bán với là 250.000 ạ à, nhá. Đến với nhà em chỉ còn 130.000 một áo nhá. Rất là đẹp này. Không nhăn không nhào nhá, cực đẹp luôn ạ. À. Chị em nào lấy xanh thì báo lên luôn xanh giúp em rồi này. Đây nhá. Rất là đẹp luôn. Ai mà hôm trước lỡ chưa mua được áo này thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em ạ. À. À rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhá. À, có cỡ rộng không ạ? À? Free size chị nhá. Dưới 57 cân là mặc ok ạ. À. Rồi ok ạ. À. Áo này không có chun chị nhá. Áo của em đang mặc là không có chun ạ. À. Rồi ok các chị nhá. Xanh sơ mi ok chị ạ. À. Rồi ạ, à, có thấy chị Hoa nắng nhá. Rồi ạ. À. Nhà em có áo dáng dài đuôi tôm ạ. À. Áo dáng dài đuôi tôm hiện tại bên em đang hết chị ơi. Còn 1-2 cái nữa thôi. Rồi ạ, à, cho mình cái bạn đang mặc ok chị nhá. Rồi ạ. À. Cả cái cầm tay ok chị nhá. 47 cân mặc xanh được chị nhá. Em cũng là 47 cân đây ạ. À. Rồi cái này có size cho người 70 cân ạ. À. 70 cân lại không vừa mã này chị nhá. Rất là đẹp này. Mọi người nhìn này, thiết kế rất là đẹp nhá. Đấy. Không hề bị sợ bị rộng nhá. Em là cái đứa mặc cổ cực xấu đây, mọi người nhìn cái cổ của em này. Có hai cái xương, nó có hai cái cục xương nó cứ nhô lên đây này. Nhưng mặc áo này lên không hề bị xấu nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Người của em có một cái nhược điểm là có cái cổ xấu nên là em không bao giờ mặc được đồ hở. Đây ạ, à, chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em nhé. 130.000 một áo, à 130.000 một áo nhá. Giá của nó là 230 thì hôm nay em bán với giá là 130.000 một áo ạ. À. Chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em. Mùa áo này thì các chị nên có một áo trong tủ. Tại vì áo này nó gần như là kết hợp được với tất cả các loại chân váy luôn.
kể cả chân váy xòe mọi người đều mặc được luôn, chân váy đuôi tôm và chân váy bút chì đều rất là ok luôn. Quần giả váy ạ, quần jean ạ, quần bò ạ, nhá, quần jean ạ, quần vải ạ, quần banging ạ, quần legging, áo này thì rất là dễ kết hợp rồi. Ok ạ, sao đặt hàng mà không trả lời chị Minh Nguyễn, lên xuống số điện thoại nhân viên bên sẽ gọi chốt chị nhá. Rồi ạ, xanh sơ mi rồi lấy một áo ok chị Hồng Đinh, lên luôn số điện thoại giúp em với ạ. Đặc tuổi nghe xanh sơ mi ok chị Sen Đặng ạ. Rồi ạ, kiểu vàng canh mặc có kiểu màu khác không, có màu khác chị nhá. Rồi ạ, vàng ok chị Trang Minh nhá, xem áo canh mặc ạ. Ok chị nhá, tính em sẽ thử luôn màu đấy cho ạ. Rồi ok chị Hằng Trần Thị nhá, có áo trắng không ạ? Áo trắng hiện tại bên em đang hết chị nhá. Đấy ạ, áo trắng trơn thì bên em đang hết ạ. Rồi ok các chị nhá, chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn số điện thoại giúp em này, để nhân viên em gọi chốt này. Màu xanh rất là hot hit bên em, rất là dễ mặc luôn, dễ kết hợp. Rồi ạ, mùa hè này nóng nực thì mặc những cái màu xanh này là cái gam màu mà rất là dễ chịu, cảm giác cho người nhìn, người đối diện mình rất là dễ chịu đấy, đúng không ạ nhá. Đấy ạ, những cái màu này là màu mà rất là dễ chịu, các chị em nào mà có thể thích mà kiểu sexy hở hang một tí thì có thể kéo xuống như này đấy, còn em thì em không thích, em mặc kéo kéo lên một tí cho nhìn cho nó cá tính. Đấy, các chị em nào mà thích điệu đà kéo xuống một tí này, đấy rất là dễ mặc nhá. Rồi ok các chị em nào, chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn giúp em nhé. Chị Liên Nguyễn ơi, chị cứ lên số điện thoại nhá, mai nhân viên bên em gọi chốt đến chị, mà còn màu chị thích thì là sẽ ok ạ. Mời nhá, cho mình một cái đang mặc ok chị ạ. Sơ mi kẻ xanh 56 cân mặc được chị nhá, phong canh mặc 60 cân vừa chị nhá, có size S, ML ạ. À, đen thì có XL chị nhá, phong canh mặc ạ. Còn áo em đang mặc thì free size nhá cho các chị này. Rồi ok ạ, sơ mi lụa đúng rồi ạ, rất là đẹp nhá, không nhăn không nhào này. Bao nhiêu ạ? 130.000 một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ, 64 cân không vừa mã này chị nhá. Áo vàng canh mặc 58 cân không vừa ạ. Ok chị nhá, gộp đơn với áo lúc nãy 100k ok chị ạ. Nguyễn Thu Hằng nhá. À, Nguyễn Thu Hồng ạ, Tuyết Đinh ok, Tuyết Đinh ạ. Rồi bao nhiêu vậy ạ? 130.000 một áo nhá. Áp dụng với khách chia sẻ livestream ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhá. Rồi ok, qua mẫu được chưa ạ? Qua mẫu được chưa các chị? Bao nhiêu vậy ạ? 130.000 áo nhá. Rất là đẹp, rẻ, rất là đẹp. Rồi ok, hết xanh rồi nhá. Hết xanh ạ. Rồi xong vàng rồi ok ạ. Sang một phòng cuối cùng là màu vàng này. Đây ạ, của mã này nhá, em sẽ bán nhanh và chuyển mẫu rất nhanh cho mọi người nhá. Rồi ok ạ, 60 cân không vừa này, áo này có giá là 130.000 nhá, hai màu duy nhất ạ. Rồi ok nhá, chị em nào lấy màu vàng thì lấy báo lên luôn giúp em rồi này. Đây ạ, rất là đẹp cho các chị nhá, chị em nào lấy màu vàng thì báo lên luôn màu vàng giúp em ạ. Sơ mi theo hoa hồng ạ, bên em lại hết mất rồi chị em na nhá. Rồi 60 cân không mặc vừa chị nhá. Rồi ạ, áo em đang mặc có giá bán là 130.000 áo ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. À, chị mặc áo canh mặc ok chị nhá, chờ em một tí ạ. Chờ em một tí thì em sẽ mặc áo canh mặc cho các chị xem nhá. À, mua hai cái không free ship chị nhá, bên em không free ship ạ. Áo của em là 230, hôm nay giá chia sẻ của nó là còn 130.000 nhá, 130.000 một cái áo sơ mi lụa nhá. Đính ngọc, à, đính khuy rất là đẹp này. Hàng Quảng Châu mọi người nhá, nhà em không có hàng xưởng nhá. Rất là đẹp cho các chị này, rất là đẹp nhá. Hàng này gần như là cái hàng tuyển chọn bên nhà em rồi ạ. À rồi ok nhá, 56 cân vừa chị Lan Lê nhá. Vừa luôn chị nhá, cho tới màu vàng ok các chị nhá. Chị em nào lấy màu vàng thì báo lên luôn giúp em ạ. Quần em đang bán với giá là 180
80.000 nhá. Sơ mi kẻ xanh ok chị Nhung Ương ạ. À. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy kẻ vàng thì báo lên luôn giúp em kẻ vàng này. 130.000 một cái nhá. Kẻ này rất là tôn dáng cho mọi người. Các chị em nào béo thì mặc rất là không lo bị béo nhá. Mặc rất là đẹp luôn ạ. À. Rất là trẻ trung nhá. Đấy cho các chị em nào công sở ạ. À. Đấy chị nào em nào sinh viên, các chị sinh viên mặc cũng rất là ok nhá. Đấy ạ, à, rồi xanh ạ, à, em lấy vàng ok thì Minh Nguyễn nhá, lên luôn số điện thoại giúp em ạ. À. Quần em đang mặc có giá là 180.000 nhá. Rồi ok các chị này, em sẽ qua bên anh mẫu ở nhá. Mẫu này thì số lượng nhà em rất là ít này. Chị em nào lấy kẻ này thì báo lên luôn giúp em này. Rất là đẹp nhá. Đấy, màu nào gần như màu nào cũng rất là tôn da, không hề bị xỉn da nhá. Rất là đẹp luôn. Không co giãn chị nhá. Lụa nhá, nên là không co giãn ạ. Không nhăn không nhào nhá, mặc lên rất là sướng này. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em rồi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhanh tay đi ạ. Có phông nhá, em sẽ thử phông luôn cho các chị đây ạ. Không hề biến dạng cái áo này nhá. Kiểu dáng thì rất là đẹp luôn ạ. Có ship gì nhá, có ship gì ạ. 60 cân không vừa các chị nhá. Chị em nào lấy áo này thì báo lên luôn giúp em rồi nhá. Này, chất này, rất là đẹp này. Đẹp cực kỳ luôn đấy ạ nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn cho em rồi đây. Một vàng trễ vai ok chị nhá. Rồi ạ. Rồi ạ, một vàng ok chị nhá, lên luôn số điện thoại giúp em rồi nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn số điện thoại giúp em nhá. Rồi ok ạ, vàng phía sau bao nhiêu ạ? Áo vàng phía sau là 120, áo kẻ em đang mặc có giá là 130 ạ. Rồi ok nhá, lấy vàng xanh ok chị nhá. Rồi ok chị Võ Hào, Võ Thị ạ. Rồi ok ạ, bao nhiêu ạ? Giá chia sẻ của nó là còn 130.000 nhá. 230 thì hôm nay em chia sẻ còn 130.000, áp dụng khách chia sẻ livestream ạ. Để chế độ công khai trang cá nhân các chị nhá. Rồi ạ. Xanh dồn đơn ok chị nhá. Ok ạ, vàng 52 cân vừa chị nhá. Vừa chị tươi tô nhá. Áo bao nhiêu ạ? Áo giá chia sẻ của nó là còn 130.000 một áo nhá. Rất là đẹp cho các chị ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhé. Nhanh tay, 57 cân vừa được chị Hương Đoàn nhá. Rồi ok ạ. À. Qua mẫu nhanh cho các chị nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em ạ. À. Qua luôn một mẫu nhanh ạ. À. Rồi ok ạ, à. Chị em nào lấy kẻ xanh, kẻ vàng thì báo lên luôn kẻ vàng cho em này. 55 cân mặc vừa nhá. 65 cân thì không vừa, 55 cân là được chị nhá. Chị em nào lấy kẻ thì báo lên luôn kẻ giúp em mới này, để em qua mẫu luôn nhanh cho các chị nhá. Rồi ok các chị nhá. Chúng ta sẽ qua luôn một mã, rồi em sẽ mặc nốt cái mã sơ mi đằng sau. Và sau đấy em sẽ Sau đấy thì em sẽ chuyển sang áo phông cho mọi người nhá. Rồi ok các chị ạ. À. Rồi ok các chị nhá, một cái mã sơ mi. Hôm nay lại về được 100 chiếc áo này. Hôm qua thì đang rất là cháy hàng. Thì hôm nay lại về. Áo em đang mặc có giá là 130.000 một áo nhá. 130.000 áo. Quần trơn không ạ? Có chị nhá. Chị lấy cho em cái vàng. Đôi chị ấy. Chị lấy cho em cái vàng đằng sau. Chờ em nhé, em sẽ qua mẫu nhanh cho các chị ạ. Ok chị còi du đi em không đọc được tiếng của chị nữa rồi. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy thì lên số điện thoại để em qua mẫu nhanh này. Bèo ơi, lấy vàng này, sơ mi vàng này, lụa này. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Đang chuyển mẫu cho mọi người nhá. Tại hàng mới về. Hàng mới về còn chưa cắt cả khuy. Chờ em cắt quy nhanh em. Không cần cắt cái đấy đâu. Đây, ghi đơn cho khách đi. Rồi ok các chị nhá, áo có màu khác không ạ? Áo của em có màu xanh, áo kẻ của em có màu xanh nhá. Màu xanh và màu vàng em đang mặc ạ. Kẻ xanh và kẻ vàng nhá. Rồi ok này. Mã này thì hot hit ngày hôm qua thì hôm nay em về được ít này. Chưa là cắt khuyết. Ok chị ạ, đi qua quá khứ lên luôn số điện thoại cho em rồi nhá. Sao ở Thái Nguyên phải không ạ? Không ạ, em ở Hà Nội chị ơi. Em ở 54 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội chị nhá. Rồi ok các chị em này. Còn 180 đúng không ạ? 60 cân không vừa nhá. Rồi ok ạ. Rồi ok ạ.
Rồi chị em nào lấy áo nào thì báo lên luôn cho em rồi nhá. Nhân viên nhà em đang ghi đơn cho bác chị rồi đấy ạ. Ở đây có cái dây mọi người nhá. Thì mọi người thắt thắt gì nhỉ? Kéo lên đây. Đây ạ. Đấy. Đấy nhá. Em mặc lai thì em sẽ cố gắng mặc ngang nhưng em sẽ không thắt cái đấy ạ. Mọi người có cái dây đây thì mọi người đi làm thì kéo lên đây này, thắt vào đây này. Cho nó đỡ bị xê dịch cái phần tay áo này. Đấy ạ. Đây là dáng không không sơ viên mọi người nhá. Chị em nào không sơ viên mặc cũng rất là đẹp luôn ạ. Mặc lên rất là trắng da này. 120.000 áo mọi người nhá. Sơ mi nơ ạ, sơ mi kẻ là 130 ạ. Sơ mi trễ vai gì nhỉ? Áo trễ vai, áo gì nhỉ? Vai bèo thì là 100k. Áo sơ mi buộc nơ thì là 120 đúng không em nhỉ? 120 ạ. Sơ mi kẻ là 130 nhá. Đây ạ. Chị em nào không thích thắt nơ thì tháo ra cũng được ạ. Thích điệu đà một tí thì tháo nơ một tí cũng được ạ. Đây nhá. Thích thắt nơ thì đây ạ. Đây ạ, cũng rất là đẹp. Một cái kiểu rất là đẹp nhá. Không nhăn không nhào nhá, chất áo cực thích luôn mọi người nhá. Phê cực kỳ luôn ạ. Đủ màu cho các chị em lựa chọn nhá. Đây ạ, hàng nhà em là nói chung là bao chất cho các chị luôn. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn báo số điện thoại giúp em. Một sơ mi kẻ ok chị Nguyễn Thúy nhá. Rồi ok này. Mọi người thấy chưa? Không hề biến dạng áo nhá. Đấy, chị em nào không thích thắt nơ thì có thể thả như này giúp em. Free size chị nhá. Free size ạ, à. Lên luôn số điện thoại cho em rồi nhá. 48 cân cao 1m50 mặc được chị nhá. Cái này dưới 56 cân là mặc ok này. Đây ạ, à, buộc nơ thì buộc nơ vào cho em. Đấy ạ, à, 44 cân có vừa chị nhá. Vừa chị nhá. Rất là đẹp. Thắt nơ vào. Màu này lên rất là trắng da nhá. Rồi trắng đen ok chị nhá. Chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn giúp em. Trắng đen ạ, à. Lên luôn số điện thoại nhá. Rất là đẹp. Rồi ạ. À. Mẫu này thì em sẽ like nhanh cho các chị này. Tại vì mẫu này nhà em số lượng rất là ít nên em sẽ cố gắng like nhanh này. Chị em nào lấy lên luôn số điện thoại cho em. Sơ mi vàng ok chị nhá. Rồi chị Trần Hiền 55 cân mặc vừa chị nhá. Rồi ạ, à, vàng dây nơ ok chị nhá. Rồi ok ạ, à, 55 cân mặc được chị nhá. 56 cân mặc được chị Kim Anh ơi. Chị qua em thử luôn cho nó máu. Rồi ok chị nhá, chốt cho chị chưa ạ? Có rồi chị nhá, có nhân viên ghi đơn cho chị rồi ạ. Cho chị một cái ok chị Hoa Hoài Hương nhá. Rồi lên luôn số điện thoại giúp em với ạ. Chị em nào lấy vàng thì báo vàng luôn giúp em này. Mấy cái vàng đấy. Tổng nhà mình còn mấy cái vàng, chị đếm giúp em còn đấy còn mấy cái vàng tất cả. Đấy cái màu vàng em đang mặc đấy. 5 cái với 2 cái này là 7. Còn đúng cái 7 cái vàng nhá. Chốt đúng 7 cái vàng là dừng nhá. Không về nữa đâu. Đây á. 2, 4, 6, 7 cái rồi ạ. Mấy 2 4 6. 6 cái còn một cái cuối cùng này. Còn một cái cuối cùng này nhá. Rồi ok ạ, à. Chị em nào lấy lên luôn số điện thoại giúp em rồi nhá. Rồi ok ạ, à. Ba mẫu nhanh nhá. Hết vàng các chị em nhá. Tại vì cái áo này nó là sơ mi nên là
nên thử nó mới mất thời gian, mọi người chờ em một tí nhé. Rồi ok ạ, chuyển mẫu nhé. Đấy, chị em nào mà không quen sơ vin thì có thể mặc thường, không cần sơ vin cũng được. Mã này rất là dễ mặc. Phần tay áo thì có phần dây dây để gì nhỉ? Cài tay áo mọi người nhé. Ok, chị em nào không thích sơ vin cũng rất là ok. Chị em nào lấy xong màu này thì báo lên màu này luôn luôn giúp em rồi này. Màu này đen đen hoa vàng nhá. À đen hoa trắng này. Đen hoa trắng hoa vàng. Nền của nó là màu đen nhá. Các chị cứ vào đặt hàng cứ bảo là chị lấy cái áo mà nền có màu đen ấy thì là nhân viên nhà em sẽ biết ạ. Áo này là nền màu đen. Hoa vàng, hoa trắng. Rồi ạ. Hỏi mãi mà mua mãi mà không được ạ. Chị ơi, chị cứ lên số điện thoại và nhân viên em đang ghi đơn cho chị rồi đấy ạ. Rồi ok nhá, ai không thích thắt nôi thì gì nhỉ? Đấy ạ, chị đếm cho em bao nhiêu cái này để em chốt cho nó dễ tránh chứ. Cái này bao nhiêu cái này? Đây chị ở đằng sau ấy. Áo này màu này em còn rất là ít này. Mấy chiếc? Ghi đi em ghi đơn cho chị đếm. Vâng, một. Đấy, bên dưới đấy, đấy. Đấy, đấy, dưới tay chị cơ mà, đây này, dưới cái đống đấy. Ba cái, bốn cái. Màu này còn bốn cái nhá. Màu này em còn bốn cái này. Chị em nào lấy thì bảo lên luôn giúp em đây. Màu sơ mi bao nhiêu vậy ạ? À? Áo em đang mặc có giá là 120.000 nhá. Rồi ạ, 59 cân 1m64 lại không vừa. À, 59 cân 1m64 không vừa ạ. À, mình đặt mấy cái đã ghi đơn chưa? Ghi rồi chị ơi. Tí nữa nhân viên mai bên em, nhân viên bên em sẽ gọi chốt cho các chị nhá. Rồi ok, mấy cái gì nhỉ? 4 cái nhá, còn duy nhất 4 cái này. Chị em nào lấy báo thì báo lên luôn cho em này. Còn duy nhất 4 cái sơ mi đen nền hoa vàng này. Rất là đẹp ạ. À. Chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn giúp em rồi nhá. Like mấy tiếng này. Gần một tiếng. Được một tí nhá. Rồi ok các chị em nhá, chị em nào lấy vào này thì báo lên luôn giúp em. Đặt mãi mà không thấy chị cứ lên số điện thoại của nhân viên em sẽ gọi chốt ạ. À. Rồi ok các chị em nhá, chị em nào lấy vào này thì báo lên luôn giúp em này. Còn 4 cái vào này. Rồi ok em qua mẫu nhanh nha các chị này. Chị đặt 3 cái thì lên số điện thoại nhân viên sẽ gọi chốt cho chị nhá. Đây ạ, màu đen nhá, màu đen hoa nhí rất là dễ mặc. Lúc này là màu đen hoa vàng mọi người nhá, à màu đen hoa nền hoa màu đen ạ, à. À, trắng vàng. Bây giờ đang màu đen hoa nhí này. Một chiếc các chị nhá. Chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em rồi này. Rất là đẹp ạ. À. Chị vào ở cái cửa sổ. Rồi ok nhá, chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn giúp em rồi này. Rất là đẹp. Bao nhiêu một chiếc vậy ạ? À? 120.000 một chiếc các chị nhá. 120.000 một chiếc sơ mi lụa rất là đẹp nhá. Thắt nơ hay là để nơ đều đẹp ạ. À. Thả nơ đều đẹp nhá. Chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn giúp em rồi này. Quần đang mặc ạ. Màu đen.
Bao nhiêu cân mặc được ạ? Cái này dưới 5-6 cân mọi người nhá. Rồi ok chị Tạ Thu này, chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn cho em này. Mình được mấy cái rồi chị Hồng Giang ơi, chị cứ lên số điện thoại mai nhân viên em gọi chốt nhá. Chị thích mẫu nào thì chị cứ báo với nhân viên nhà em ạ. 54 cân cao 1m65 vừa chị nhá. Rồi ok chị Giang thì ok chị Giang nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em với này. Còn ghi lê không ạ? Hết ghi lê rồi ạ. Chị lấy đen ok chị Lan Lê nhá, cho mình một cái đang mặc giá bao nhiêu ạ? 120.000 một cái chị nhá. Rồi ok ạ, mình rồi cho rồi mà. Ok chị Hồng Giang Chu Ti nhá. Mai nhân viên em sẽ gọi chốt nhá. Ok chị Nhung Nhung này. Chị em nào lấy màu đen này báo lên luôn giúp em này. Màu đen này mặc lên rất là sang này. Rất là sang chảnh này. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em nhá. Đen còn đen trắng á, nốt còn đen trắng nữa là em hết nhá. À đen trắng và xanh ạ, nhá. À, ghép đơn với áo sơ mi sọc xanh ok chị Tạ Thu ạ. Rồi ok màu đen ok chị Bùi Hiếu Giang nhá. Chị em nào lấy đen thì báo lên luôn giúp em này. Áo em đang mặc có giá là 120.000 áo nhá. Bao nhiêu cái thì miễn phí ship ạ. Bên em không miễn phí ship thì Tiên Thủy nhá. Rồi ạ, cái nào 65 cân mà mẫu này thì không mặc được ạ. Rồi cho em xem màu xanh đen nhá. Mẫu này không có màu xanh đen chị ơi. À màu xanh này chị. Chờ em tí nhá, em sẽ thử luôn màu xanh này cho các chị này. Set lụa quần dài còn chị nhá. Rồi em đặt hai bộ rồi gửi cho em chưa? Chị Lê Xuân ấy, chị lên số điện thoại của nhân viên bên sẽ gọi chốt đơn sớm cho chị nhá. Áo vàng này hết rồi chị ơi. Vàng này hết rồi ạ. À. Ok chị nhá. Chị Hà Phượng ạ. À. Hay là mặc đồ như thế cho nó. Rồi ok các chị nhá. Đen đang mặc ok chị ạ. À. Đen gộp đơn ok các chị nhá. Rồi ạ, à, kẻ sọc thì là 130, áo sơ mi lụa có nơ này thì buộc nơ này là 120. Áo bèo nhúng là 100.000 ạ. À. Rồi ok các chị nhá, sơ mi đen ok chị Nguyễn Linh này. Chị kiểm tra cho em màu đen có tất cả mấy cái. Vâng, chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em rồi nhá. Đây ạ, à, một mã màu đen rất là hot hit này. Rất là dễ mặc, nói chung là màu đen thì gần như là ai cũng mặc được ạ. À. Nhá, chất thì khỏi bàn luôn ạ. Chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em. Tổng màu đen này em còn 10 cái này. Chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em rồi nhá. Xem kẻ sọc đi ạ. Ok chị nhá, tí nữa em sẽ xong lại cho kẻ sọc cho các chị nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn số điện thoại giúp em này. Giá chia sẻ của nó còn 120.000 áo ạ. Các chị lấy hàng thì lên luôn số điện thoại của nhân viên bên sẽ gọi chốt trực tiếp cho các chị nhá. Chị em nào lấy màu này thì báo lên luôn giúp em này. Rất là đẹp luôn ạ. Sơ vin hay sơ không sơ vin đều đẹp mọi người nhá. Còn một cái đấy ạ, à, không sơ vin cũng rất là đẹp. Rồi ok ạ, chị em nào lấy chuyển sang màu xanh giúp em nhé. Chị em nào thích xanh thì chuyển sang xanh giúp em ạ. Còn 12 cái rồi ok ạ, à. Hết đen mọi người nhá, hết đen ạ. À. Lai áo thun chưa? Chờ em một tí, lai luôn áo thun ạ. Rồi ok, chuyển sang một màu xanh cuối cùng. Xanh này thì em còn 3 cái này. Sơ mi nó lâu quá. Rồi ok ạ, thôi nhanh của chúng ta chuyển sang áo phông rồi nhá. Phông đính đá của nhà em ạ. Đây ạ. Rất là đẹp nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em với đây. Chị nhà buộc nơ hay không buộc nơ đều đẹp ạ. Rồi ok các chị em nhá. Chị bông bông xinh ạ. À. Có ai gọi xác nhận nhận được hàng của chị chưa ạ? Thì lên luôn số điện thoại để nhân viên em kiểm tra nhá. Rồi ok ạ. À. Chị em nào lấy áo màu xanh thì báo lên màu xanh giúp em rồi nhá. Màu xanh này thì còn rất
Ok chị Bibi ạ, ok chị nhá. Đấy chị em nào lấy xanh thì báo lên xanh lúc lúc em mới đây. Đấy ạ, buộc nơ hay không buộc nơ đều đẹp ạ. Đây nhá. Vâng chị về ạ. Đây ạ. Rất là đẹp nhá. Chị em nào lấy xanh thì nhanh lên số điện thoại giúp em rồi này. Đấy ạ, em sẽ thắt nơ lại cho các chị xem nhá. Ok chị bông bông xinh này. Một xanh ok chị Trần Chiều ạ, 60 cân không mặc được chị ạ. Rồi ok các chị em nhá, đây là không buộc nơ, à đây là buộc nơ. Đây ạ, rất là đẹp nhá. Chị em nào lấy màu xanh này thì báo lên luôn màu xanh này giúp em với ạ. Xem sọc kẻ đi ạ, ok chị nhá. Sọc kẻ của em đây ạ. Nhá, hai màu chủ đạo của nhà em. Rồi ok các chị nhá. Chị em nào lấy kẻ xanh thì báo lên kẻ xanh giúp em. Rồi ạ, ok màu đen ok chị nhá. Rồi ok em qua mẫu được chưa ạ? Mấy xanh em? Xanh này thì mùa hè mặc rất là mát này. Chị em nào lấy xanh thì lên luôn số điện thoại giúp em rồi này. Rồi ok ạ. Chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em. Áo này mà quần trắng đi ạ. Quần trắng ạ. Quần trắng em hết mất rồi chị ơi. Rồi ok các chị em nhá. Quần trắng này gần như là chỉ còn 1-2 cái. Nhà em hết hàng hết rồi. Rồi ok mọi người ạ. Chị em nào lấy xanh thì nhanh tay lên luôn số điện thoại xanh giúp em rồi nhá. Phong ở canh bao nhiêu ạ? Phong ở canh là 180.000 nhá. Rồi ok qua mẫu ạ. Không đính đá nhá, rất là đẹp. Chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn. Đưa chị đủ màu đi em. Đây ạ. Hàng Quảng Châu nhá, chất rất là đẹp này. Phần đính đá này, đá thì rất là chắc chắn nhá. Đây ạ. Giới thiệu cho các chị em một tí nhá. Đấy khan hết cả cổ rồi. Đấy ạ, này đá nhà em này nhá. Đá này rất là chắc chắn này, này. Chứ không phải cái loại đá mà vừa sờ đến rơi lả tả đâu mọi nhá. Đá nhà em rất là chắc chắn này, không rơi không rụng này. Đấy, trừ khi là mọi người mua hàng về lấy bàn chải trà nhá. Chứ còn bình thường nhá, sờ nhá, giặt nhá, vò nhá, thoải mái tẹt bô cho em đi ạ nhá. Đá nhà em là hàng này là hàng cao cấp nhá. Em săn được lô này, bình thường em thấy các shop đang bán với giá là 450, nhà em chỉ bán với giá là 180.000 nhá. Tang mác đầy đủ này, size SML ạ. Riêng đen thì bên em có XL nhá, cho các chị em nào ở trên 60 cân ạ. Đấy, khán hết cả cổ rồi. Chị em nào lấy thì nhanh tay bảo lên luôn giúp em với này nhá. Đáng đồng tiền bát gạo mọi người ạ nhá. Mùa hè này thì mặc cái này thì quá là đẹp luôn. Đá mọi người nhá, chứ không phải cái lại mà viên nhựa nhựa trong dán vào đây mọi người nhá. Hàng nhà em là đá này, rất là đẹp luôn nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em. Đây là đầu tiên là trắng nhá. Trắng ạ. Đầu tiên là trắng này. Vàng cũng rất là dễ mặc này. Rất là đẹp này. Vàng ạ. Rồi ạ. Xanh ạ. Rồi ạ. Đen ạ. Đấy, đen này của em có XL này. Rồi ạ. Ghi ạ. Đấy, chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em. Áo của nhà em bán với giá là 100.000 nhá. Bình thường em thấy các shop đang bán với giá là 450 thì đến với nhà em chỉ còn 180 nhá. Em ôm được cái lô này rất là nhiều này. Lô này gần như của nhà em là về đâu hơn 100 chiếc luôn ạ. Nhá mọi người nhìn cái đá của hàng nhà em này. Thấy nhá. Thấy chưa ạ? Đẹp miễn chê luôn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Nhá, đá thì rất là chắc chắn này. Chứ cái đá mà mọi người mua áo mà ví dụ mọi người bỏ ra 100.000 mua một cái áo đá đi, về mà giặt một hôm mà bong hết đá này thì gần như là cái áo vứt đi, không thể mặc được. Tại vì cái này mà bong đá đi là gần như là vứt cái áo này đi. Còn đá nhà em nhá, vò thoải mái tẹt bô nhá, dụng đá gửi lại áo cho em nhá. Thấy chưa ạ? Mọi người thấy ạ? Có ai thấy dụng cái đá nào không ạ? Nhá. Đấy, đá vần vai này, rất là đẹp, rất là tỉ mỉ này. Đấy là đá rồi nhá, chứ không phải là gì nhở. Chứ không phải hạt nhựa gắn vào đây đâu mọi người nhá. Đấy, rất là nặng này. Phẩm rất là nặng áo này.
rất là đẹp luôn ạ. À, áo của nhà em đang bán với giá là 180.000 ạ nhá, đủ size S, M, L, XL cho các chị ạ. Màu đen này là có XL này, các màu khác chỉ đến L, còn màu đen là có XL này. S cho chị em nào dưới 48 cân, em là 48 cân em đang bán S này. Như thế này là em cảm thấy là vừa rồi. S cho chị em nào dưới 48 cân, M cho chị em nào dưới 54 cân, L cho chị em nào dưới 58 cân, XL là cho các chị em màu, riêng màu đen là có XL thì cho các chị em nào dưới 63 cân. Rồi ok các chị em nào, chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em. Áo của em đang mặc có giá là 180.000 nhá, 450, các shop lớn đang bán với giá là 450, đến với nhà em còn đúng 180.000. Hàng cao cấp, rất là cao cấp mọi người nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em này. Mã áo đính đá này của nhà em thì miễn chê luôn mọi người nhá. Đấy ạ, ship tỉnh bao nhiêu ạ? Ship tỉnh ạ, ship tỉnh là một áo này dao động từ 20 đến 22k mọi người nhá. Rồi ok ạ. Nó tùy vào gì nhỉ? Tùy vào chỉ cân nặng của hàng nữa ạ. Rồi ok các chị nha anh em nhá. À, rồi ạ. Bao lần hôm nay mới mua được ạ? Cảm ơn chị Phương Trang nhá. Có màu đỏ không ạ? Áo này không có màu đỏ chị nhá. Rồi ok ạ, một cái áo sơ mi, một cái xanh, một cái đen ok chị nhá. Rồi áo hoa đá hôm trước còn ạ. Áo hoa đá hôm trước em còn màu đen, màu đen size M thôi chị nhá. Màu trắng thì em còn đủ size ạ. Rồi ok ạ, chị em nào lấy thì lên luôn số điện thoại giúp em rồi nhá. Rồi áo này bao nhiêu ạ? Áo này với giá là 180.000 mọi người nhá. Rồi ạ, đen XL ok chị Trần Ngọc này, rất là đẹp cho mọi người nhá. Bao nhiêu một áo vậy ạ? 180.000 một áo mọi người nhá. Ai lấy màu cam thì báo lên luôn màu cam giúp em với này. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em rồi này. Đấy mọi người nhìn thấy cái đá của nhà em không? Lấp lánh rất là đẹp nhá. Form thì rất là ôm mọi người nhá. Rất là phê luôn ạ. Chị em nào lấy thì báo lên luôn nhá. Không nhăn, không chủ, không bai, không nhặng nhá. Nhận hàng rơi đá gửi lại áo em hoàn tiền nhá. Đấy ạ, đá nhà em thì rất là chắc chắn này. Đấy thấy không ạ, nhá. Không rơi nhá. Phê cực kỳ luôn, chứ cái đá mà vừa vuốt mà cái vừa chạm nhẹ thì dùng hết đá. Đã gọi là áo đá mà là rơi đá thì xem như là vứt áo mọi người nhá. Rồi ạ, XL ok chị nhá. Đấy ạ. Đấy ạ, đã gọi là áo đá mà rơi đá thì xem như là vứt đi. Đấy nhá, hàng rất là chắc chắn này, thấy chưa ạ? Mọi người thấy dùng một cái đá nào không ạ? Đấy nhá, đấy mọi người đừng có về, đừng có lấy nhíp mà gắp đá của em đi thì còn được, chứ còn vò giặt máy giặt ok thoải mái luôn. Đây thấy chưa ạ? Đá là phải như thế này này. Lên luôn số điện thoại giúp em. Rồi ok ạ. Rồi ạ, qua màu rồi nhá, chuyển sang màu vàng này luôn này. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em. Rồi ạ, không có 3XL gì nhá, 65 cân không mặc được chị ơi. Rồi ok ạ, màu vàng nhá. Cho các chị này, chị em nào lấy màu vàng thì báo lên luôn màu vàng giúp em, rất là đẹp. Chị em nào lấy màu vàng thì nhanh tay báo lên luôn số điện thoại màu vàng giúp em. Không có cổ ạ, à? Không có cổ chắc mai em mới gọi điện, mới like được chị ạ. À? Hôm nay em khô hết cả cổ rồi, em khan hết cả họng rồi, em cố like nốt cái áo sơ mi, áo phông đá này. Không thể nào mà nói được luôn. Đây ạ. À, rất là đẹp nhá. Giới thiệu lại đá một tí này. Nhá, đá này. Chắc chắn cực kỳ luôn mọi người nhá. Đấy, tẹt bô cho em nhá. Dụng đá gửi lại áo cho em ạ. Đấy, thấy chưa ạ? Rất là đẹp này. Nhìn cái lớp đá này. Đấy ạ, chị em nào lấy thì báo lên luôn. 1m50, 49 cân là chị mặc sang size M cho em nhá. Rồi một màu trắng và một áo đá màu vàng size L. Ok, chị Hồng Thu Vũ ạ. Rồi ok các chị em nhá. Ôi, số điện thoại giống số nhà em thế. Em cứ tưởng là em có đọc nhầm. Rồi ok, chị em nào lấy thì báo lên luôn giúp em ạ. Rồi ok nhá, qua mẫu trắng này. Mẫu này thì số lượng rất là nhiều cho các chị em này. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn rồi điện thoại giúp em. Áo đá của nhà em giá chia sẻ của nó là còn 180 này. Bình thường em thấy các shop đang bán với giá là 450, đến với nhà em thì còn 180.000 một áo ạ. Rồi ok mọi người nhá. Chị em nào lấy màu nào thì báo lên luôn số điện thoại giúp em ạ. Đây ạ, chị em nào lấy trắng thì báo lên trắng giúp em này. Rất là đẹp này. Đấy ạ, 48 cân em là 48 cân em mặc size S nhá. 48, dưới 48 cân mọi người mặc size S cho em.
Đây ạ. Dưới 54 cân mọi người mặc size M, dưới 58 cân mọi người mặc size L, dưới 63 cân mọi người mặc size XL nhá các chị em nhá. Đủ màu cho các chị em lựa chọn ạ. Rồi ai lấy trắng thì báo lên trắng luôn giúp em với này. Đen đá 53 cân ok chị nhá. Rồi ạ. Bao nhiêu vậy ạ? Giá chia sẻ của nó là còn 180.000 ạ. Giá 450 hôm nay chia sẻ của 180.000 ạ. Đây nhá. Đá này. Thấy chưa ạ? Dụng đá gửi lại cho em. Rất là đẹp luôn. Thấy nhá, áo đá là nó quan trọng nhất ở cái đá mọi người biết không? Mọi người mà cứ ham rẻ mua ba cái đá rẻ tiền xong về giặt một hôm nó dụng hết đá là xem như vứt cả cái đá luôn, vứt cả cái áo luôn. Rồi ok các chị em nhá, chị em nào lấy đá trắng báo lên luôn giúp em đá trắng ạ. Rồi ạ. Đá ghi ạ. Chị em nào lấy đá ghi thì báo lên luôn đá ghi giúp em này. Rất là đẹp. Vàng size L ok chị Thương Đoàn nhá. Rồi ok ạ, à, đá đen ok chị nhá. Thôi ạ. À, thành phố Hải Dương thì bao nhiêu mình 53 cân đó, 53 cân chị mặc vừa size M nhá. Thành phố Hải Dương ship 20k. Rồi ok chị nhá. Đủ size S, M, L, XL chị nhá. S cho chị em nào dưới 50 cân, M S cho chị em nào dưới 48 cân ạ, M cho chị em nào dưới 53 cân ạ, L cho chị em nào dưới 58 cân và XL cho chị em nào dưới 64 cân ạ nhá. XL thì chỉ có màu đen thôi mọi người nhá, còn tất cả các màu khác thì lại không có XL ạ. Rồi ai lấy màu ghi thì bảo lên màu ghi luôn giúp em với này. Rồi ok ạ, chuyển sang một màu rất là hot hit của nhà em, một màu xanh. Xanh này rất là hot hit. Bao nhiêu vậy ạ? Giá chia sẻ của nó là còn 180.000 nhá. Thôi ạ. Rồi ạ, xanh ạ. Rất là đẹp, rất là dễ mặc cho chị em. Rồi ạ, ship Thanh Xuân Hà Nội bao nhiêu ạ? Ship dao động từ ship Thanh Xuân Hà Nội ạ, 20k chị nhá. Rồi ạ, mình gộp đơn nhé, ship về Bắc Giang. Rồi ạ, ok chị nhá. Chị Nhung Ương ạ. Chị lên luôn số điện thoại, mai nhân viên em gọi chốt thì chị báo là gộp đơn chị nhá. Đá thì rất là đẹp luôn. Đây ạ, cho mọi người giới thiệu đá cho mọi người. Thấy chưa ạ? Nhá. Đây ạ. Đá nhà em thì cứ gọi là tẹt bô nhá. Rất là đẹp này. Thấy chưa ạ? Mọi người thấy không ạ? Dụng đá nhá, gửi lại áo cho em hoàn tiền. Nhá. Trừ khi mọi người đừng có lấy bàn chải mọi người. Mọi người chải dụng đá của em đi là được, còn bình thường nhá. Giặt máy giặt nhá, ok thoải mái luôn ạ, nhá. Đá của nhà em là còn 180.000 một áo nhá, rất là đẹp ạ, nhá. Đá lấp lánh cực kỳ luôn, là đá mọi người nhá, chứ không phải cái mấy cái hạt nhựa trong gắn vào đây xong là về mấy hôm mà dụng hết đá đâu mọi người nhá. Áo đá nó quan trọng cái là ở cái đá nhá, nếu mà dụng đá thì gần như là cũng vứt đi ạ. Rồi ok mọi người nhá, chị em nào lấy đá xanh thì báo lên luôn đá xanh giúp em này. Size S, M, L nhá, màu xanh thì là size S, M, L, màu đen thì có XL. S, M, L, S cho chị em nào dưới 48 cân, em là 48 cân em đang mặc S này. M cho chị em nào dưới 54 cân, L cho chị em nào dưới 58 cân và XL cho chị em nào dưới 63 cân. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn giúp em. Rất là đẹp nhá. Đáng đồng tiền bát gạo luôn mọi người ạ. Bình thường em thấy các shop lớn đang bán với giá là 450, đến với nhà em còn 180.000 một áo nhá, rất là đẹp luôn. Đá thì không bao giờ bị rụng nhá. Thoải mái tẹt bô cho em nhá. Rụng đá gửi lại áo cho em, hoàn tiền luôn nhá. Chị em nào lấy thì nhanh tay báo lên luôn số điện thoại giúp em nhé. Rất là đẹp cho các chị em ạ. À, chị không, em không có quần quần bò lửng ạ. Rồi ok chị Hương lên luôn số điện thoại giúp em ạ. Rồi ạ, áo em đang mặc ạ có giá là 180.000 nhá. Ai lấy thì báo lên luôn giúp em với ạ. Rồi ok qua mẫu nhá, chuyển sang một màu đen rất là hot hit này. Còn hốt màu đen rồi đúng không? Màu cam gì bà Hương ạ?
Rồi ok ạ. Ai lấy đen thì báo lên đen giúp em rồi đây. Chị em nào lấy đen thì nhanh tay báo lên đen giúp em nhé. Rất là đẹp này. Ok ạ, à, lấy màu đang mặc là màu xanh chị nhá, lên luôn số điện thoại giúp em của chị Hương Lê nhá. Rồi ok ạ, à, chị em nào lấy đen thì báo lên đen giúp em này. Chị Liên Phạm ạ, à, ship cho em chưa ạ? À? Chị ơi chị lên số điện thoại đi ạ, à, để nhân viên bên kiểm tra đơn đã đi chưa nhá. Gửi hàng cho em chưa? Chị Loan Đặng ơi nhắn tin giúp em để em kiểm tra đơn cho ạ. À. Nhá. Rồi ok mọi người, chị em nào lấy đen thì báo lên đen giúp em ạ. À. Có đủ màu mọi người nhá. À đủ size, riêng đen là có nhà em có đủ size nhá, S, M, L, XL nhá. Đấy ạ, à, S cho chị em nào dưới 48 cân, M cho chị em nào dưới 53 cân, L cho chị em nào dưới 58 cân và L, XL cho chị em nào dưới 6 mấy nhá. Dưới 63 cân ạ. Rồi ạ, à, một màu cam. Đây ạ. À. Vẫn rất là đẹp nhá. Đá này. Rất là chắc chắn này. Đấy. Chứ cái đá mà chưa chạm vào đã rụng tả tơi nhá. Mọi người cứ tưởng tượng thêm một cái áo đá mà đến khi lụng rụng đá thì xem là vứt đi cả cái áo đá, tại vì cái áo đá này người ta gắn một cái lớp keo rất là chắc chắn đấy. Đấy bình thường cái lớp keo mà bảo cái loại lớp keo đều ấy thì rơi xuống thì còn nguyên là cả một cái mảng lớp keo nó vẫn còn nguyên ở trên áo. Còn hàng nhà em nhá, rất là chắc chắn, nó ép bằng máy nên là rất là chắc chắn này. Thấy không ạ? Đấy nhá, bao đá luôn, bao chất cho mọi người, bao form luôn ạ. À. Ba size, à, đen thì có 4 size nhé, S, M, L, XL. Các màu còn lại chỉ có 3 size S, M, L. Không có X ạ. À. Rồi ạ, à, ok chị Thanh Thủy nhá. L đen ạ, à, ok chị nhá. Trắng size M, ok chị lên nhà nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Có thấy như Lê Phượng ạ. Rồi ok mọi người nhá. Áo của em có giá bán, đang bán với giá là 180.000 mọi người nhá. 450.000 hôm nay em xả nó còn 180.000. Giá bán của nhà em là còn 180.000. Bình thường các shop lớn đang bán với giá là 450.000. Đấy ạ. Rất đẹp mọi người nhá. Đây ạ. Chị em nào lấy thì nhanh tay lên luôn số điện thoại giúp em nhé. Đấy ạ, à, em chỉ nhận đơn qua số điện thoại mọi người nhé. Mọi người không cần nhắn tin cho em đâu ạ. Rồi ok mọi người, bây giờ cũng muộn rồi, em sẽ kết thúc like ạ. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ em ạ. Hứa sẽ mang đến cho mọi người những sản phẩm tốt nhất ạ, giá thành ok nhất, chất lượng ở bên em luôn đứng hàng đầu thôi ạ. Rất là cảm ơn mọi người nhá. Bye bye mọi người ạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bye bye ạ.